Nếu thấy hay các đạo hữu hãy like, share, để thấy video mới nhất quý đạo hữu click subscribe. Vì cộng đồng quý đạo hữu xem trong mô tả bên dưới video. Mời quý đạo hữu nghe tiếp. Cửu Long lôi cương hỏa bài danh thứ 12 trên bảng dị hòa. Đối với trình độ lợi hại của ngọn lửa này thì những người ở đây không ai không biết cả. Hơn nữa bản thân Đường Chấn có thực lực sâu không lường được a, à, bình thường khi linh hồn của con người chỉ vừa tiếp xúc sơ với dị hỏa thôi thì đã bị đốt thành hư vô. Tuy nói những người ở đây không ai không có lực lượng linh hồn hùng mạnh, nhưng phải tiếp xúc với dị hỏa như Cửu Long Lôi Cương Hỏa thì cũng không phải là việc dễ a, à, lời này của Đường Chấn vừa ra thì trong đại điện cũng trở nên an tĩnh hơn nhiều. Những luyện dược đại sư lúc trước còn tỏ ra cao ngạo thì lúc này cũng đã co đầu rút cổ lại, không nói gì cả hai gã khách khanh trưởng lão của đan tháp trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói, đường cốc chủ. Sự lợi hại của cửu long lôi cương hòa chúng ta đều biết. Trong bảng dị hỏa thì dị hỏa này có ngưng tụ long uy cho nên có năng lực kinh sợ linh hồn. Trong những người ngồi đây, người có linh hồn có thể chống đỡ được nó sợ rằng cũng không nhiều đâu a à, đường chấn nghe vậy cũng cười cười, nói, huyễn đại sư yên tâm, điểm này thì lão phu sẽ có chừng mực. Không để cho người nào bị thương đâu chỉ cần có thể chống đỡ cửu long lôi cương hỏa một thời gian là coi như quá quán rồi dù sao người muốn hiệp trợ ta cũng phải có năng lực chống đỡ cửu long lôi cương hỏa nếu không sẽ làm cho bản thân bị thương a à, tiếng nói vừa dứt thì ánh mắt đường chấn lại đảo qua đại điện cười nói nếu như đã mời các vị đại sư tới đây thì tự nhiên sẽ không để cho các vị một chuyến tay không mà về nếu như không thể chống đỡ được cửu long lôi cương hỏa thì ta cũng sẽ dành tặng cho mọi người một phần hậu lễ Nghe thấy lời này, một số người trong đại điện cũng có chút động lòng. Bọn họ cùng Đường Chấn cũng không có thù oán gì, hơn nữa lấy thân phận của đối phương thì cũng không đùa giỡn với họ làm gì. Mà người nữ bên cạnh Đường Chấn nhìn những người gọi là luyện dược đại sư trong đại điện trần trờ thì không khỏi nhếch miệng lên cười. Bọn người này vừa nghe thấy Cửu Long lôi cương hỏa thì thành ra, như thế, giống như là bị phụ thân nàng âm thầm ám toán vậy đôi mắt đẹp chuyển động đột nhiên chuyển đến một góc có chút hẻo lánh trong đại điện nhìn thấy tiêu viêm lúc này vẫn bình tĩnh tay nâng chén trà thì người nữ này hơi nao nao người này nhìn qua chấn định như thế không biết có phải giả vờ hay không nếu đường cốc chủ đã nói như vậy thì chúng ta tự nhiên cũng không thể e sợ như vậy được vậy cứ khảo thí theo lời cốc chủ nói đi một lão già có tóc bạc trắng nhìn chung quanh một lúc rồi gật đầu đột nhiên mở miệng nói ra đường trấn nghe thấy thế thì nét cười trên khuôn mặt càng nhiều hơn ngón tay hơi búng cong ra ngọn lửa màu bạc kia chậm rãi di chuyển tới giữa đại điện rồi huyền phù ở trên đó ở ngay giữa ngọn lửa đó còn có những đầu hỏa long nhỏ đang lượn lờ bên trong dường như là chúng có linh trí vậy hơn nữa dường như còn có long uy từ bên trong tràn ngập ra làm cho linh hồn của người khác cảm thấy chút áp lực nguồn http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyenfull vn không biết là vị đại sư nào tới trước đường trấn lại tươi cười nói vừa nói ra thì cả đại điện lại có chút yên tĩnh lại chợt có một lão già mặc áo bào trắng đứng lên chắp tay nhìn đường trấn nói nếu như không có người nào thì để cho lão phu tới thử đi đối với cửu long lôi cương hòa của phần viêm cốc này lão phu cũng đã sớm nghe qua Hôm nay có thể thử uy lực của nó thì cũng coi như chuyến đi này không tệ. Hà hà, thì ra là hóa đại sư, mời. Đường chấn cười, vị này tên là hóa trần, cũng là một lục phẩm luyện dược sư đỉnh phong. Tại trung vực cũng có chút danh tiếng. Xích hòa trưởng lão bên cạnh tiêu viêm thấy gã dường như không nhận ra những người này, lập tức nhỏ giọng giới thiệu. Tiêu viêm gật đầu cảm tạ xích hòa trưởng lão. Sau đó chuyển mắt nhìn về lão già tên hóa trần. Đối với uy lực của Cửu Long Lôi Cương Hỏa, hắn cũng vô cùng hiếu kỳ. Trong đại điện, vị lão giả tên Hóa Trần nắm chặt bàn tay lại, sau đó một ngọn lửa màu hồng đậm từ trong tay lão xuất hiện. Sau đó từ trong vị trí mi tâm cũng trào ra một luồng lực lượng linh hồn tiến vào trong tiến vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa nhất thời biến hóa biến thành một bóng người được ngọn lửa bao bọc lại. Bóng người trong ngọn lửa hoàn toàn là do lực lượng linh hồn cô động lại nhưng mà hắn còn gia tăng thêm một tầng ngọn lửa thủ hộ ở bên ngoài lực lượng linh hồn. Ngọn lửa của người này hẳn là một loại thú hỏa, nhưng mà còn kém rất xa so với cửu long lôi cương hòa. Chỉ sợ kháng cự không nổi, ánh mắt liếc nhìn ngọn lửa màu hồng đậm kia tiêu viêm tự nói trong lòng. Mà lúc gã đang tự nói thì hóa trần cũng cong ngón tay lại, bóng người trong ngọn lửa lập tức bay vào, sau đó dưới ánh mắt chăm chú nhìn của mọi người ngọn lửa này đã đụng vào ngọn lửa màu bạc ở ngay giữa không trung. Giống, ngọn lửa bóng người vừa mới tiến vào ngọn lửa màu bạc thì một tiếng long ngâm trầm thấp có thể dùng lỗ tai nghe thấy bỗng vang lên. Tiếng long ngâm chỉ vang lên một thoáng rồi chín con hỏa long trong ngọn lửa màu bạc nhất thời dữ dội tuôn ra. Rồi mạnh mẽ chạm vào ngọn lửa bóng người rồi không ngừng nuốt trọn đi tầng ngọn lửa thủ hộ ở bên ngoài ngọn lửa bóng người. Hừ. Ngọn lửa màu hồng đậm vừa biến mất thì lực lượng linh hồn của Hóa Trần dưới nhiệt độ kinh khủng của Cửu Long lôi cương hỏa trực tiếp bị mai một, mà thân thể của Hóa Trần cũng mạnh mẽ run lên. Cước bộ lão đảo lui đi mấy bước, sắc mặt cũng có chút trắng bệch. Không hổ danh là dị hỏa, lão phu nhận thua. Ổn định thân hình một chút, Hóa Trần lắc đầu cười khổ, thở dài một hơi, sắc mặt hơi có chút nhăn nhó về chỗ ngồi. Hắn vẫn luôn kiêu ngạo vì thú hòa của hắn nhưng dưới cửu long lôi cương hỏa này thì căn bản không có chút lực chống cự. Nhìn thấy hóa trần ngay cả một phút đồng hồ cũng không thể chống cự được đám người luyện dược đại sư ở dưới không khỏi có chút biến sắc cửu long lôi cương hỏa này lại cường hãn như vậy ư. Sau hóa trần cũng có mấy luyện dược đại sư có một chút không tin nên đều đứng dậy xuất thủ nhưng đều không có ai có thể chống lại sự cắn xé của chín con hỏa long không có ai có thể chống cự lại nó trong thời gian 10 phút mà trong đó bao gồm cả vị lão đầu mạch đại sư ban đầu cười nhạo tiêu viêm nhìn thấy các vị luyện dược đại sư liên tiếp thất bại tuy trên mặt đường trấn vẫn không đổi chút nào nhưng trong lòng không khỏi thở dài thất vọng xem ra hôm nay chỉ còn hy vọng vào hai vị trưởng lão khách khanh của đan tháp có thể đạt đến được mục tiêu của hắn không thôi a à, sau khi tiếp tục có thêm một luyện dược đại sư thất bại thì trong đại điện những người chưa xuất thù chỉ còn có hai trưởng lão khách khanh của đan tháp cùng với tiêu viêm dĩ nhiên lúc này thì không có ai chú ý đến tiêu viêm cả dường như mọi ánh mắt của mọi người đều đang nhìn lên trên người hai vị trưởng lão khách khanh dù sao trong đại điện này cũng chỉ có hai người này là thất phẩm luyện dược sư cửu long lôi cương hòa long uy áp chế linh hồn lần khảo nghiệm này đúng là không dễ a à. tên trưởng lão khách khanh của đan tháp tên huyễn đại sư kia đầu tiên là khẽ thở dài một tiếng sau đó liếc nhìn bạn đồng bạn mình rồi đứng dậy một ngọn lửa màu trắng từ từ trong bàn tay hắn bay lên ngọn lửa này hơi có chút quái dị bởi vì khi ngọn lửa này xuất hiện thì ẩn trong nó còn có chút hàn khí thiên hàn hòa ngọn lửa này của huyễn đại sư hẳn là lấy được trên người của cốt mãng sao Nghe nói loại cốt mãng này chỉ xuất hiện ở khu vực của cốt linh lãnh hỏa mà có thôi. Thú hỏa trong cơ thể của con cốt mãng này cũng có chút tương đồng với cốt linh lãnh hỏa. Nhìn thấy ngọn lửa màu trắng này, đường chấn cũng có chút kinh ngạc nói. Nghe thấy lời này thì chân mày của tiêu viêm cũng hơi nhướng lên, có chút kinh ngạc nhìn thiên hàn hỏa trong tay huyễn đại sư. Không nghĩ tới vật này lại còn có chút quan hệ với cốt linh lãnh hỏa của lão sư ai, cốt linh lãnh hỏa ư, ta cũng không có phúc khí đó, chẳng qua là may mắn gặp được con cốt mãng thôi. Huyễn đại sư cười khổ một tiếng. Sau đó lực lượng linh hồn từ trong mi tâm khuếch tán ra dung nhập vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa ngọa nguậy một chút rồi hóa thành một con mãng xà màu trắng rồi xông vào bên trong ngọn lửa màu bạc. Ngọn lửa màu trắng này vừa xông vào thì chín con hỏa long liền mạnh mẽ đánh tới. Nhưng lúc này đây thì con mãng xà màu trắng cư nhiên cũng có chút ít năng lượng. Có thể bảo vệ ngọn lửa màu trắng ở bên ngoài không bị chín con hỏa long kia cắn nuốt. Thời gian rằng co của con mãng xà trong ngọn lửa màu trắng cùng chín con hỏa long càng kéo dài thì sắc mặt của. Huyễn đại sư cũng ngày càng mưng trọng. Tuy nói thiên hàn hòa có chút quan hệ với cốt linh lãnh hỏa nhưng dù sao cũng không phải dị hòa. Cũng không có khả năng chân chính cùng cửu long lôi cương hỏa chống đỡ được. Thời gian lặng yên trôi qua trong đại điện mà ngay lúc con hỏa mãng màu trắng kia gần bị chín con hỏa long cắn nuốt hoàn toàn thì thời gian 10 phút rốt cuộc đã đến, huyễn đại sư vội vàng vẫy tay một cái. Hỏa mãng liền chạy trốn ra chui vào trong thân thể của hắn. Không hổ danh là dị hỏa bài danh thứ 12 trên bảng dị hỏa, không thể không phục. Thu hồi hỏa mãng lại. Huyễn đại sư rốt cuộc thở dài nhẹ nhõm một hơi, cười khổ nói. Chúc mừng huyễn đại sư, ngươi đã thành công rồi. Đường chấn cười cười sau đó ánh mắt nhìn một vị trưởng lão khách khanh khác của đan tháp nói. Tiếu đại lão giả tên tiếu đại sư kia cũng hơi trần chờ một chút rồi chỉ có thể đứng dậy. Triệu hồi ra một ngọn lửa màu lam nhạt sau đó ngừng tụ nó thành một ngọn lửa lớn cỡ bàn tay. Thao túng nó tiến vào trong ngọn lửa màu bạc. Ngọn lửa của vị tiếu đại sư này cũng không có mạnh mẽ như đồng bạn của Han. Lấy ánh mắt của tiêu viêm thì đây cũng chỉ có thể xem là một loại thú hỏa trung đẳng. Nếu như dùng loại thú hỏa này chống tự Cửu Long lôi cương hỏa thì chỉ sợ không được đến 10 phút. Cũng đúng như Tiêu Viêm tiến đoán, mới chỉ trôi qua được 7 phút thì hỏa kình màu lam kia rốt cuộc chống đỡ không nổi rồi đã bị chín con hỏa long kia cắn tan xác. Thấy thế, Tiếu đại sư chỉ đành thở dài một tiếng. Nhìn đường chân lắc lắc đầu rồi ngồi trở về. Thực chất của loại khảo nghiệm linh hồn này cũng là xem thử ngọn lửa của ai mạnh hơn ai a. À, nhìn thấy tiếu đại sư cũng không chống đỡ được trong mắt đường chấn không khỏi hiện lên vẻ thất vọng. Thở dài nói, làm phiền chư vị rồi, hiện tại chỉ có một mình Nguyễn đại sư thông qua khảo thí, mà lão phu lại cần đến hai người. Không phải còn có một vị đại sư luyện dược sao? Đường chấn còn chưa nói xong thì vị mạch đại sư lúc trước cười nhạo tiêu viêm đột nhiên cười lạnh một tiếng nói ra, hắn khảo thí thất bại liền có cảm giác rất mất mặt mũi khi nhìn thấy trên khuôn mặt tiêu viêm vẫn luôn mỉm cười thì lại càng khó chịu hơn nhiều do đó lời nói cũng hơi có chút kỳ quái nghe thấy lời của hắn từng ánh mắt trong đại điện cũng nhất thời chuyển hướng nhìn sang người thanh niên đang ngồi trong góc hẻo lánh tại đại điện trong mắt của không ít người đều hiện lên vẻ vui sướng chờ xem người khác gặp hỏa đối với những ánh mắt này Tiêu viêm cũng có chút nhíu mày, chợt đôi môi nở lên nụ cười lạnh lẽ. Bọn người này đúng là không có chút phong phạm của đại sư A. À. Nhưng mà nếu như bọn họ đã muốn xem náo nhiệt thì cứ cho bọn họ xem thỏa thích đi. Thấy tất cả mọi người trong đại điện đều nhìn trên người tiêu viêm, đường chấn cũng hơi trần chờ một chút. Rồi cũng mở miệng nói, vị nham kiêu tiểu hữu này, không biết ngươi định thử thật sao? hắn tự nhiên cũng biết nơi này không ít người có tâm tính coi kịch vui nhưng theo hắn thấy thì tiêu viêm nếu đã dám đến phần viêm cốc thì chắc hẳn cũng có ít bổn sự dù sao đối với năng lực của xích hỏa trưởng lão thì hắn cũng an tâm a à, ngay bên cạnh đường chấn hồng y nữ tử kia đang khoanh tay trước ngực đôi mắt đẹp có chút nhìn về tiêu viêm nàng đồng thời cũng muốn biết vị thanh niên được đường chấn tán dương kia rốt cuộc có bổn sự gì không hay chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi nếu như đã đến phần viêm cốc này thì việc khảo thí tất nhiên phải thử một chút. Dưới mọi ánh mắt soi mói, tiêu viêm mỉm cười, chậm rãi gật đầu. Nghe vậy, một số luyện dược đại sư trong đại điện có chút giễu cười trên mặt. Ngay cả bọn họ cũng không chống đỡ được bao lâu dưới cửu long lôi cương hòa, huống chi là một tiểu tử còn nhỏ thế kia. Nếu như nham kiêu tiểu hữu đã có hứng thú thì mời lên đây đi. Nếu như tiểu hữu có thể thông qua thì vừa vặn cùng với huyễn đại sư đủ số lượng. Đường chấn cười cười, đối với dũng khí của tiêu viêm thì hắn cũng có chút ngoài ý muốn, bàn tay hơi trà vào nhau, cười nói. Tiêu viêm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt nhìn vào ngọn lửa màu bạc đang ở giữa không trung đại điện. Bàn tay của hắn nắm lại rồi một ngọn lửa màu xanh lượn lờ hiện lên. Hiện giờ tiêu viêm đối với việc khống chế lưu ly tâm hỏa đã đạt đến trình độ tùy tâm sở dục. Nếu như nói không khách khí thì trong, những người ở đây ngoại trừ đường chấn sâu không lường được kia thì cho dù là hai vị trưởng lão khách khanh của đan tháp cũng kém hắn trong việc khống chế lửa. Ngọn lửa xanh biếc vừa xuất hiện thì làm cho một số người. Trong đại điện nhíu mày lại, tuy tiêu viêm đã cố ý áp chế, nhưng bọn họ vẫn có cảm giác từ trong ngọn lửa đó tỏa ra một độ ấm khôn cùng. Một ngọn lửa mà có độ ấm như thế thì sợ rằng các ngọn lửa do đấu khí ngưng tụ cũng không bằng được đi tuy những luyện dược đại sư ở đây đều có ngạo khí nhưng không ai là thằng ngốc cả, bọn họ tự nhiên hiểu được nhiệt độ hiện thời không phải là nhiệt độ chân chính của ngọn lửa đó. Còn về phần vì sao tiêu viêm lại cố ý áp chế xuống thì bọn họ cũng cảm thấy vô cùng khó hiểu. Còn về vị đường chấn kia thì ngay khi ngọn lửa xanh biếc xuất hiện thì hắn cũng nhăn mày lại. Mắt chăm chú nhìn vào. Trong lúc mơ hồ, hắn có thể cảm giác được ngọn lửa xanh biếc này cũng không hề đơn giản đối với những ánh mắt kia tiêu viêm cũng không để ý. Tâm thần vừa động thì một luồng lực lượng linh hồn cũng tiến vào trong ngọn lửa. Ngọn lửa xanh biếc đó hơi động một chút rồi hóa thành một hỏa liên xanh biếc lớn cỡ lòng bàn tay. Hỏa liên chậm rãi xoay tròn, cả thân hình đều là màu xanh biếc giống như là đá phỉ thúy vậy, hoàn mỹ, không một chút tì vết như là một tác phẩm nghệ thuật. Làm cho người khác có cảm giác yêu thích không nỡ buông tay ngón tay khẽ bấm hỏa liên chậm rãi xoay tròn rồi đến gần ngọn lửa màu bạc giữa không trung sau đó dưới ánh mắt khẩn trương nhìn của mọi người nó lặng yên dung nhập vào bên trong ngay khi hỏa liên xanh biết đi vào bên trong ngọn lửa màu bạc thì chín con hỏa long lập tức có cảm ứng mang theo tiếng long ngâm trầm thấp mạnh mẽ đánh tới nhìn thấy màn này khuôn mặt của vài tên luyện dược đại sư cũng hiện lên nụ cười lạnh nét đùa cợt trong mặt cũng càng đậm hơn dáng vẻ như là đang trông chờ thấy bộ dáng chật vật của tiêu viêm. Nhưng cái màn mà bọn họ luôn mong chờ cũng không có xuất hiện như dự đoán của họ. Mà nụ cười lạnh trên khuôn mặt bọn họ bỗng nhiên bị động lại còn hai tròng mắt cũng mở to ra. Trong ngọn lửa màu bạc chín con hỏa long ban đầu còn mạnh mẽ lấy khí thế sông vào chung quanh hỏa liên xanh biếc nhưng chỉ trong nháy mắt liền đình trệ lại. Sau đó, mọi người thấy được một màn khiến cho bọn họ phải trợn mắt há mồm ra chỉ thấy chín con hỏa long lúc đầu còn uy phong lẫm lẫm thì giờ đây dường như đang gặp phải vật gì đó vô cùng đáng sợ nhanh như chớp lui ra chín con hỏa long sau khi lùi ra xa thì lại do dự tiến gần nhưng cũng chỉ dám lượn lờ chung quanh hỏa liên không hề dám đi đến thôn phệ như ban đầu nữa một màn khó tin như vậy xảy ra làm cho cả đại điện phải im lặng lại còn mấy tên luyện dược đại sư đang đứng chờ xem kịch vui kia sau khi nhìn rõ chín con hỏa long và hỏa liên xanh biếc trong ngọn lửa ở không trung thì biểu tình trên khuôn mặt cũng vô cùng buồn cười. Còn sắc mặt của đường chấn lúc này cũng ngưng trọng hơn rất nhiều. Ngọn lửa có thể làm cho cửu long lôi cương hỏa kiêng kỵ như thế thì đại lục này cũng không có nhiều lắm mà bản thân hắn lúc này cũng có thể xác định ngọn lửa xanh biếc mà tiêu viêm triệu ra kia. Tất nhiên cũng là một loại dị hòa. Ngọn lửa kia có màu xanh biếc, nhưng trên bảng dị hỏa thì tự hồ không có ngọn lửa nào có màu xanh như vậy cả. Ngọn lửa hơi tương tự với nó nhất chính là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa bài danh thứ 19, nhưng màu sắc cũng nó cũng không đậm như vậy. Hơn nữa, cho dù thật sự là Thanh Liên Địa Tâm Hỏa thì cũng không có khả năng làm cho Cửu Long Lôi Cương Hỏa Kiêng Kỵ như thế, người thanh niên này không đơn giản a, à, Đường Chấn Tự nói thầm trong lòng hắn thật sự không nghĩ tới người thanh niên trước mắt này trong người cũng có dị hỏa a à, hồng y nữ tử bên cạnh đường trấn cũng vì một màn như thế mà ánh mắt hơi lóe lên một chút tên thanh niên nhìn không nhiều tuổi này quả nhiên không chỉ là bao cỏ nhưng mà nếu như giao thủ với hắn thì mình có mấy phần thắng nghĩ đến đây hồng y nữ tử không khỏi có chút ngứa tay lên nếu không phải bởi vì nơi này có không ít người đứng thì sợ rằng nàng đã trực tiếp đứng ra khiêu chiến tiêu viêm loại việc này cũng không phải là lần đầu tiên nàng làm. Mà đối với một nữ hài lại thích tranh cường hiếu thắng như thế, chính cả đường chấn cũng có chút không biết làm sao. Trong đại điện, hai gã trưởng lão khách khanh của đan tháp giờ này cũng khiếp sợ không thôi. Lấy kiến thức của hai người bọn họ tự nhiên giờ phút này đã hiểu rõ ngọn lửa xanh biếc kia là cái gì. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện full không ngờ rằng người thanh niên nhìn trẻ như vậy mà đã có dị hỏa trong tay nếu như tin tức này truyền ra ngoài thì cũng không biết sẽ có bao nhiêu luyện dược sư động tâm đây nghĩ đến đây ánh mắt hai người không khỏi nhìn qua đại điện quả nhiên nhìn thấy có nhiều người đã hiện lên vẻ tham lam trong mắt những người đang ngồi ở đây đều có thanh danh ở trong trung vực ngay cả bọn họ mà cũng nổi lòng tham thì có thể cho thấy dị hỏa đối với luyện dược có sức hấp dẫn như thế nào mười phút đã yên tĩnh trôi qua trong đại điện chờ sau khi đủ thời gian thì tiêu viêm khẽ vẫy một cái hỏa liên không hề có chút tổn hại lướt ra khỏi ngọn lửa sau đó nổ ầm một cái hóa thành một ngọn lửa tiến vào trong thể nội tiêu viêm đường cốc chủ không biết tại hạ có thông qua chưa sau khi thu hồi ngọn lửa xong ánh mắt tiêu viêm nhìn đường trấn ôm quyền mỉm cười hỏi hà hà, lời này còn cần lão phu nói sao chúc mừng nham kêu tiểu hữu rồi hơn nữa lời nói của ngươi lão phu coi như hiểu rồi Đường chấn khẽ vuốt dâu một cái, cười lớn một tiếng rồi chuyển sang nói với xích hòa trưởng lão, xích hòa. Người làm việc như vậy ta rất hài lòng, cư nhiên có thể tìm được người trẻ tuổi tài năng như nham kiêu tiểu hữu Nghe vậy, xích hòa trưởng lão cũng tươi cười, cung kính nói, chỉ là vận may mà thôi. Có thể gặp được tiêu viêm cũng coi như là vận khí của ta. Nghe thấy lời của đường chấn, không ít luyện dược đại sư trong đại điện có chút không tự nhiên lắm đặc biệt vị mạch đại sư lúc trước trêu cờ tiêu viêm thì sắc mặt giờ đây như ăn phải con ruồi vậy. Một màn như vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Hơn nữa hắn cũng nghĩ không thông là lấy tuổi trẻ như tiêu viêm làm sao mà có dị hỏa được. Cũng chỉ ý vào dị hỏa mà thôi, cũng không có gì giỏi. Đôi môi mạnh đại sư hơi run một chút, vẫn mạnh miệng nói. Đối với lão nhân nói chuyện khiến người ta chán này, tiêu viêm cũng cực kỳ không ưa trách mắt nhìn hắn một cái rồi rời đi chỗ khác, không nhìn hắn chút nào. Đường Trấn cũng cười cười. Lấy nhãn lực của hắn có thể tự nhiên nhìn ra vị thanh niên tên nham kiêu này tuyệt đối không chỉ có bề ngoài, nói không chừng, thuật luyện đan cũng có thể so sánh với những người ngồi ở đây. Trừ vị yên tâm, lúc luyện chế đan dược thì mọi người sẽ cùng quan sát. Nghe được lời này của đường chấn thì mạch đại sư kia càng lúc càng cười lạnh hơn, nhìn tiêu viêm rồi thản nhiên nói tuy nói ngươi có dị hòa, nhưng nếu bổn sự không đủ thì cũng chỉ làm hỏng việc thôi. Đến lúc đó, nếu như mấy vị dược liệu quý hiếm mà đường cốc chủ đã chuẩn bị bị hỏng thì sợ rằng ngươi không đền nổi đâu. Đa tạ mạch đại sư đã nhắc nhở, nhưng ngươi chỉ cần đứng một bên quan sát đi. Còn việc hỗ trợ đường cốc chủ luyện dược thì đã có ta và vị huyễn đại sư này rồi. Tiêu viêm cười cười, nói. Lời châm chọc này của tiêu viêm trực tiếp làm cho mạch đại sư run lên da mặt không ngừng run rẩy, bàn tay đang cầm chén trà cũng kích động lên. xem ra những lời này của tiêu viêm làm cho hắn giận không thôi. hì hì, hồng y nữ tử kia thấy mạch đại sư bị tiêu viêm chọc giận đến bộ dáng đó thì cũng không nhịn được mà cười khúc khích, nhưng nhìn thấy đường chấn chừng mắt thì cũng vội vàng ngưng đi. ha ha, mọi người cũng không nên vì chuyện này mà tranh đua nữa. dược liệu luyện chế đan dược mặc dù có chân quý nhưng phần viêm cốc ta vẫn có thể có đủ được. Cho nên đến lúc đó, đã trợ giúp lão phu luyện dược thì không cần gánh nặng gì cả đâu." Đường trấn khoát tay áo, khẽ cười một tiếng, nói: "Mặt khác, vì lần luyện chế đan dược này có chút khó khăn cho nên lão phu cũng cần nói hết trước, đã chỉ cần hai vị có thể giúp ta luyện chế đan dược thành công thì việc hậu tạ tuyệt đối sẽ làm hai vị vừa lòng." "Ha ha, đương nhiên, nếu như hai vị cần vật gì thì cứ tự nhiên nói ra đi." Nghe thấy lời nói này, nhất thời tiêu viêm cũng hơi động tâm, khẽ ôm quyền mỉm cười nói. Không biết thù lao này có được tính một trong những công pháp hoặc đấu kỹ của phần viêm cốc. Nghe vậy, đường chấn cũng ngẩn ra, thầm ý nhìn tiêu viêm một cái, cười nói, chỉ cần không phải là một số đấu kỹ không truyền ngoài của phần viêm cốc ta thì tất nhiên là được. Không biết nham kiêu tiểu hữu đã nhìn chúng loại nào. Tiêu viêm hơi động lòng, nhìn thẳng đường chấn, chậm rãi nói, thiên hòa tam huyền biến thiên hòa tam huyền biến. Nghe thấy lời này của tiêu viêm, từ đường chấn cho đến hồng y nữ tử bên cạnh đều là ngẩn ra, rồi nhíu chân mày lại. Thiên hòa tam huyền biến là một trong những trí bảo của phần viêm cốc. Tuy nói loại bí pháp này đối với một số người chỉ là bí pháp phế vật nhưng đối với những người có dị hỏa trong người thì đó lại là một thanh lợi khí vô cùng sắc bén thiên hòa tam huyền biến có thể lấy một phương thức đặc thù để vận chuyển ngọn lửa được che giấu trong cơ thể cuối cùng trong khoảng thời gian ngắn mà xuất ra thực lực rất mạnh mỗi một biến có thể phát ra một ngọn lửa tam biến cùng nhau trọng lên thì lực tăng phúc là vô cùng khủng bố đương nhiên năng lượng mà do ngọn lửa này phát ra là vô cùng cường không bảo nếu như tố chất thân thể không thể chịu nổi sẽ bị năng lượng tác động ngược lại cho nên đối với thiên hòa tam huyền biến này cho dù là nội bộ phần viêm cốc thì cũng bị quản lý cực kỳ nghiêm khắc chỉ có những đệ tử trung tâm mới có thể tu luyện đệ nhất biến của thiên hòa tam huyền biến còn về phần hai biến còn lại thì cần phải xem đến cống hiến cho môn phái cùng thiên phú của mình thành ra những người có thể tu hành đầy đủ cả ba biến thiên hòa tam huyền biến ở trong phần viêm cốc cũng chỉ có thể tính trên đầu ngón tay mà thôi mà nếu như ngay cả đệ tử trong cốc còn khó có thể tu luyện thì cũng có thể thấy phần viêm cốc đối với thiên hòa tam huyền biến này xem trọng thế nào. Ánh mắt tiêu viêm nhìn chăm chú vào đường chấn. Nắm tay trong tay áo cũng chậm rãi nắm chặt lại. Thiên hòa tam huyền biến này hắn nhất định phải có được. Nếu như đường chấn không đồng ý thì chỉ sợ chính hắn cũng phải suy nghĩ thật cẩn thận lại cách để có được. Mà những người khác trong đại điện đối với yêu cầu của tiêu viêm cũng cực kỳ kinh ngạc bọn họ không hề nghĩ tới người này lại chơi chiêu công phu sư tử ngoạm đến như vậy. Bí pháp cao cấp thiên hòa tam huyền biến có thể là vật vô dụng với một số người. Nhưng đối với một số người khác thì lại có lực hấp dẫn vô cùng lớn. Cái bí pháp này không biết bao nhiêu người ở bên ngoài mong muốn có được a. À. Tiểu tử này cũng không khỏi quá tham rồi. Đường chấn trầm mặc một hồi lâu, rốt cuộc chậm rãi lắc đầu. Nhìn về tiêu viêm nói thiên hòa tam huyền biến chính là một trong những trí bảo của phần viêm cốc dựa theo quy củ thì không thể ngoại truyền cho dù ta là cốc chủ thì cũng không thể vi phạm cho nên ngươi đổi lấy thứ khác đi nghe vậy tiêu viêm cũng hơi trầm xuống xem ra hắn đã xem thường địa vị của thiên hòa tam huyền biến tại phần viêm cốc rồi chẳng lẽ phải buông tha sao thiên hòa tam huyền biến đối với tiêu viêm mà nói cũng là một dạng bí pháp dường như vì chính hắn mà sinh trên người hắn mang theo rất nhiều dị hỏa, nếu như được đến Tam biến cùng trọng lên thì lực tăng phúc sẽ cực kỳ đáng sợ, bởi vậy đối với vật này, Tiêu Viêm nhất định phải có được. Đường Cốc chủ, Thiên Hỏa Tam Huyền biến đối với ta rất trọng yếu, chẳng lẽ không thể ngoại lệ một lần sao? Tiêu Viêm vẫn chưa hề từ bỏ ý định. Đường Chấn Thần đột nhiên nói, "Đường Cốc chủ, lần luyện chế đan dược này đối với ngươi có trọng yếu hay không?" Nghe vậy, đường chấn hơi trần chờ một chút, nhìn hồng y nữ tử bên cạnh, chậm rãi gật đầu, rất trọng yếu, hơn nữa, phải trong nửa năm nay phải luyện chế được. Ta đã từng tính toán, nếu như lần này luyện chế thất bại thì sẽ đi mời những lão gia hòa trong đan tháp kia ra tay. Nhưng người cũng không có trực tiếp đi tìm người của đan tháp. Có phải thù lao trả cho họ phải rất cao không? Tiêu viêm nhẹ giọng nói, chợt nói tiếp, không biết nếu như có ta và vị huyễn đại sư kia cùng hiệp trợ thì xác suất luyện dược thành công của đường cốc chủ có thể đạt tới nhiêu. Đường Trấn trao mày, một lát sau mới chậm rãi nói, năm thành. Mấy chữ này đã là phỏng đoán cao nhất của hắn. Đan được này có chút khác với những loại khác. Khi đến giữa quá trình thì có chút khó khăn. Nếu như có dị hỏa luyện chế đan dược thì sẽ làm cho xác suất thành công cao hơn một chút, theo đó khi ta tương trợ thì xác suất thành công cũng sẽ tăng lên tiêu viêm mỉm cười nói đây cũng không phải là hắn tự đại mà đối với thuật luyện đan của mình hắn vô cùng tin tưởng hơn nữa lực lượng linh hồn của hắn còn mạnh hơn rất nhiều thất phẩm luyện dược sư hắn tuyệt đối có nắm chắc nói ra những lời này nghe thấy lời này của tiêu viêm dường chấn cũng có chút ngoài ý muốn nhìn hắn nhưng trải qua đợt khảo khí khi nãy sự nghi ngờ trong mắt cũng không nhiều người trẻ tuổi nhìn không bao nhiêu tuổi này dường như không đơn giản chút nào. Nói lời này cũng không phải là cường điệu gì mà là nghĩ cho cốc chủ thôi. Nếu như mời ta thì đó sẽ không phải là quyết, định sai lầm gì, nói không chừng sẽ làm cho lần luyện chế đan dược này của cốc chủ có thành công ngoài ý muốn. Ánh mắt tiêu viêm nhìn thẳng đường chấn, nói, ngón tay đường chấn khẽ gõ nhẹ trên bàn, nói, nham kiêu tiểu hữu vẫn là không nghĩ buông tha cho thiên hòa tam huyền biến nếu như đường cốc chủ cảm thấy lần luyện đan này so với thiên hòa tam huyền biến quan trọng hơn thì người có thể thử xem. Ánh mắt tiêu viêm không một chút dấu vết nhìn qua hồng y nữ tử. Nhẹ giọng nói, lời này của tiêu viêm làm cho đường chấn hơi chấn động thoáng nhìn qua hồng y nữ tử bên cạnh. trầm ngâm một hồi lâu, lại nhìn sang người nữ tử đó, thật lâu sau mới miễn cưỡng gật đầu, nói lần luyện đan này đối với ta quả thật vô cùng quan trọng so với thiên hòa tam huyền biến còn quan trọng hơn. đang nói đến đây thì đường chấn khẽ dừng một chút, chợt nhìn tiêu viêm cười nói: Nhàm kiêu tiểu hữu, công phu miệng lưỡi của ngươi thật lợi hại a. À? lão phu thật không thể không phục. bị ngươi nói như vậy thì giá trị thiên hòa tam huyền biến của phần viêm cốc đã giảm đi không ít rồi, nhưng phần viêm cốc có quy củ của phần viêm cốc, điều này thì ngay cả ta cũng không thể thay đổi được. Nghe vậy, tiêu viêm hơi hơi há miệng thở dốc lại chỉ có thể cười khổ một tiếng. Nói nhiều như vậy mà cũng vô dụng thì hắn cũng không có biện pháp nào. Nhưng mà, đường chấn nhìn tiêu viêm lại đột nhiên nói nếu như ngươi thật sự có thể giúp ta luyện chế đan dược thành công. Ta có thể cho ngươi một cơ hội nếu như bản thân ngươi có thể nắm chắc thì thiên hòa tam huyền biến có thể sẽ là của ngươi. Nghe được lời này tiêu viêm nhất thời mừng rỡ mặc dù nói đường chấn cũng không có trực tiếp nói đem thiên hòa tam huyền biến giao cho hắn, nhưng ít ra vẫn có cơ hội. Mặc kệ cơ hội này có bao nhiêu thành công, nhưng so với việc phải vạch mặt với phần viêm cốc thì cũng tốt hơn nhiều. Thực lực của phong lôi các tiêu viêm đã từng nếm qua. Mà phần viêm cốc có thể có tên trong tam cốc thì thực lực tuyệt đối còn mạnh hơn phong lôi các nếu có thể không giao đấu với họ thì đó là tốt nhất. Một khi đã như vậy, xin cảm ơn đường cốc chủ. Tiêu viêm nhìn Đường Chấn rồi chắp tay cười nói. Đường Chấn khoát tay áo thở dài nói: đừng cảm ơn trước. Điều kiện tiên quyết của tất cả chuyện này đó là phải luyện chế đan dược thành công. Hơn nữa, cho dù có thể luyện chế thành công thì có mang được Thiên Hòa Tam Huyền Biến đi hay không thì cũng phải xem bổn sự của ngươi. Tiêu viêm gật đầu, hắn cũng biết nếu như muốn không trở ngại gì mà đem Thiên Hòa Tam Huyền Biến thu vào trong tay thì là chuyện không có khả năng nếu không có vấn đề gì thì mời chư vị đi tới phòng khách nghỉ ngơi đi xích hỏa dẫn mọi người đi đi nhìn thấy không còn vấn đề gì nữa đường trấn nhìn xích hỏa phất phất tay xích hỏa vội vàng đi ra ôm quyền nhìn mọi người cười nói chư vị mời thấy thế đám người tiêu viêm cũng là đứng dậy đối với đường trấn chắp tay sau đó liền cùng xích hỏa trưởng lão đi ra đại điện theo đám người tiêu viêm ra điện trong đại điện cũng là trở nên im lặng xuống nét tươi cười trên mặt đường chấn cũng chậm rãi thu lại, thở dài một hơi. Bạn đang đọc chuyện được copy tại truyện phun phụ thân, người thật định đưa thiên hòa tam huyền biến cho nham kiêu này. Hồng y nữ tử chậm rãi xoay người, đôi mắt đẹp nhìn đường chấn, hàm răng khẽ cắn đôi môi đỏ mộc nói. Ai, hỏa nhi, người cũng nên biết lần luyện chế đan dược này đối với người quan trọng như thế nào. Năm đó, lúc ngươi muốn mạnh mẽ dung hợp cửu long lôi cương hòa, đã bị phản phệ rồi. Tuy nói có thể lưu lại một mạng nhưng cũng đã lưu lại di chứng rất lớn. Nếu như cứ tiếp tục để như thế thì chỉ một năm nữa thôi là sẽ cạn kiệt. Nét hiền từ hiện ra trong mắt đường chấn. Đứng lên vỗ vai hồng y nữ tử, nói, xác suất thành công ta luyện chế đan dược đúng như nham kiêu đã nói, cũng không cao chút nào. Mà người này tuy có hơi trẻ tuổi, nhưng ta dám nói hắn đúng thật có bổn sự đấy, nếu có hắn hỗ trợ thì xác suất luyện chế đan dược thành công sẽ tăng lên không ít đâu nhưng thiên hòa tam huyền biến là bí pháp đứng đầu bổn cốc mặc dù phụ thân đồng ý nhưng cũng sẽ rất khó thông qua trưởng lão hội a hồng y nữ từ hơi trầm xuống thấp giọng nói ta cũng nói là sẽ cho nham kiêu một cơ hội đến lúc đó ta sẽ cho hắn đãi ngộ như đệ tử trung tâm chỉ cần hắn có năng lực đạt được tư cách khảo hạch thì trưởng lão hội cũng không nói gì được cho dù như thế nào thì ta cũng là cốc chủ đường chấn cười cười nói Nghe vậy, hồng y nữ tử cũng chỉ có thể gật gật đầu, khẽ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nói, đều do tiểu tử kia, giở công phu sư tử ngoạm. Ha ha, tiểu tử này mặc dù không khách khí, nhưng cũng là người có bản lĩnh. Còn trẻ như vậy mà đã thu được dị hỏa, nếu như nói có cường giả hỗ trợ thì còn được đi. Nhưng nếu như thật sự dựa vào bản thân thì cũng quá khủng bố rồi. Đường chấn cười nói hắn tuy cố ý che giấu dung mạo nhưng số tuổi thật sự cũng không hơn kém bao nhiêu đâu. Phụ thân cũng chưa bao, giờ nghe nói qua trung vực từ khi nào lại xuất hiện một vị thất phẩm luyện dược sư trẻ tuổi lạ như vậy. Nói như vậy thì có thể tên nham kiêu này đã dùng tên giả đấy. Giấu đầu lộ đuôi, cũng không phải là người tốt gì. Hồng y nữ tử oán giận nói. Hiển nhiên chuyện tiêu viêm lấy lý do luyện đan mà bắt buộc đường chấn phải tiền chọn làm cho oán niệm của nàng không nhỏ chút nào đường chấn cười lắc lắc đầu. Sùng nịch vỗ vỗ đầu hồng y nữ tử, xoay người đi tới một cánh cửa bên đại điện. Được rồi, đừng có nói nhỏ nói to nữa, đi chuẩn bị một chút đi. Xế chiều hôm nay là phải bắt đầu luyện đan rồi. Nếu như có thể luyện chế thành công thì coi như gánh nặng trong lòng ta cũng tự động biến mất, ha ha, ta đây cũng có chút tò mò không biết bản lãnh tên nham kiêu kia đến đâu. Hy vọng có thể đúng như những gì ta đã dự đoán sơn cốc khổng lồ này vô cùng xanh tươi. Ngẫu nhiên còn có mấy cây cối màu đỏ tươi làm cho người ta nhìn qua có cảm giác vô cùng đẹp mắt. Trong sơn cốc này có một quảng trường được dùng nham thạch màu hồng của núi lửa kiến tạo thành. Mà ở giữa quảng trường này có một bãi đá cao tới 10 trường. Trung quanh quảng trường giờ đây có không ít bóng người, đại đa số đều mặc áo đạo bào màu đỏ, hiển nhiên là đệ tử phần viêm cốc. Ở một chỗ khác của quảng trường có một bình đài hơi cao mặc dù độ cao không bằng bãi đá ở bên trong những lại có thể phóng tầm mắt nhìn toàn quãng trường được giờ phút này có không ít người đang đứng chắp tay nhìn sang nhìn kỹ lại thì đúng là các luyện dược đại sư ở đại điện lúc sáng trong quảng trường có không ít tiếng bàn luận xôn xao rồi bỗng nhiên có âm thanh xé gió vang lên bốn đạo thân ảnh từ đang xa thoáng hiện lên rồi nhẹ nhàng dừng ở trên bệ đá Bốn người này đúng là cốc chủ phần viêm cốc đường chấn, hồng y nữ tử gọi là hỏa nhi, còn có tiêu viêm cùng với vị trưởng lão khách khanh của đan tháp, huyễn đại sư. Nguồn chuyện, chuyện phun đường chấn vừa xuất hiện thì lập tức tiếng bàn luận xôn xao chung quanh quảng trường cũng bới xuống. Các đệ tử phần viêm cốc đều biết đường chấn hôm nay muốn cùng hai luyện dược đại sư liên thủ chế tạo đan dược cho nên bọn họ cũng không dám quá ồn ào, sợ quấy dày quá trình luyện đan thân hình đường chấn đáp xuống ánh mắt chậm rãi nhìn bốn phía sau đó quay đầu lại nhìn tiêu viêm cùng nguyễn đại sư cười nói hai vị chuẩn bị tốt rồi chứ nghe vậy tiêu viêm cùng nguyễn đại sư đều là gật gật đầu đan dược mà lão phu muốn luyện chế lần này có tên là hỏa bồ đan đan được thất phẩm cao cấp đây là phương thuốc mỗi người các ngươi lấy một phần đi đến lúc luyện chế thì cứ làm theo những gì phương thuốc đã ghi là được rồi Đường chấn khẽ vung tay lên, hai cuốn quyển trục chia ra bay về phía tiêu viêm cùng huyễn đại sư. Hai người vội vàng tiếp nhận quyển trục sau đó đem lực lượng linh hồn xâm nhập vào bên trong để ghi lại phương thuốc nhớ vào đầu. Sau khoảng một thời gian, đôi mắt khép hờ của tiêu viêm mới chậm rãi mở ra. Nội dung phương thuốc mà quyển trục ghi lại cũng chỉ có một phần chứ không đầy đủ. Điều này cho thấy đường chấn cũng không muốn đem hết phương thuốc đan dược đầy đủ nói cho hai người biết nhưng mà điều này đối với tiêu viêm thì cũng không có gì cả phương thuốc đan dược thất phẩm vốn vô cùng chân quý không thể nào có chuyện tùy ý cho đi được nhưng mà chỉ là một bộ phận thôi đã dườm già thế này nếu như đầy đủ thì cũng không biết phức tạp đến cỡ nào đan dược này không hổ danh là thất phẩm cao cấp a mặc dù chỉ nhìn thấy một phần phương thuốc nhưng tiêu viêm cũng có thể từ trong đó mơ hồ nhìn ra được sự khó khăn trong quá trình luyện chế Hai vị xem xong rồi chứ nhìn thấy tiêu viêm cùng huyễn đại sư đều mở mắt ra, đường chấn khẽ mỉm cười hỏi. Tiêu viêm cùng huyễn đại sư đều gật đầu, thời gian luyện chế dược này sợ rằng không ngắn. Cho nên hai vị cần chuẩn bị tâm lý trước ngàn vạn lần không nên để xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Nói đến đây thì sắc mặt đường chấn hơi có chút ngưng trọng. Hắn đối với lần luyện đan này vô cùng xem trọng nếu như có thất bại thì quả là đả kích không nhỏ đối với hắn tiêu viêm cùng huyễn đại sư đều là bậc hành gia trong việc luyện đan. Đối với điều này tự nhiên vô cùng hiểu rõ, cũng không có điều gì nghị gì. Lão Phu cũng không phải là luyện dược sư, đối với lực lượng linh hồn thì không có tinh chuẩn như hai vị, cho nên lúc tinh luyện dược liệu thì hãy để ta làm. Còn lúc dung hợp dược liệu thì phải dựa vào hai vị. Vừa dứt lời thì đường chấn chỉ vào hai ghế đá trên bãi đá, nếu như không có vấn đề gì nữa. Mời hai vị vào vị trí đi tiêu viêm cùng vị huyễn đại sư kia nhìn nhau một cái, gật đầu mỉm cười. Sau đó thân hình liền động trực tiếp tiến tới cái ghế đá, ngồi xếp bằng xuống. Nhìn thấy hai người nhập tỏa, đường chấn cũng hơi động, thân hình liền ngồi trên một cái ghế đá khác. Hắn nhìn hồng y nữ tử một cái trầm giọng nói, hỏa nhi trong khoảng thời gian luyện đan này. Không cho bất cứ kẻ nào quấy dày chúng ta. Và thưa phụ thân, nữ tử hồng y được xưng là hỏa nhi khẽ gật đầu đôi mắt đẹp khẽ nhìn qua tiêu viêm một cái rồi đi xuống bãi đá bắt đầu phân phó đệ tử phần viêm cốc gia tăng thủ vệ khu này. Sau khi phân phó mọi việc thỏa đáng, sắc mặt của đường chấn cũng dần trở nên ngưng trọng. Tay áo vừa vung lên thì liền thấy có một vật thể từ trong nạp giới bay ra, sau đó nặng nề đặt trên trung tâm bãi đá, làm cho cả bãi đá cũng phải hơi chấn động. Tiêu viêm cùng huyễn đại sư nhìn vật thể to lớn đó một cái, trong mắt cũng có chút kinh ngạc vật thể vừa xuất hiện là một cái dược đỉnh khổng lồ toàn thân đỉnh đều là màu đỏ. Ngay trên thân của dược đỉnh có những đồ án khắc hình núi lửa phun trào, lúc nhìn qua gây cho người ta cảm giác có một cỗ hơi thở vô cùng cuồng bạo đang tuôn trào ra. Ngay lúc tiêu viêm nhìn thấy cái dược đỉnh này thì lập tức biết phẩm chất của dược đỉnh này cũng không thể so với vạn thú đỉnh. Sơn rong đỉnh, đây chính là bảo vật trên thiên đỉnh bảng, không ngờ rằng vật này ở trong tay cua đường cốc chủ, quả nhiên làm cho người ta hâm mộ. Huyễn Đại Sư nhìn thấy cái dược đỉnh màu đỏ này thì vẻ hâm mộ lập tức xuất hiện trong mắt. Chỉ là vận may thôi. Đường Trấn cười cười, sau đó tiếp tục vung tay áo lên. Nhất thời một rừng dược liệu từ trong nạp giới không ngừng bay ra rồi được đặt trên thềm đá. Nhìn, tượng thì cũng chỉ sợ có hơn trăm loại. Ngay khi những dược liệu này xuất hiện thì một gỗ dược hiệu nồng đậm cũng tràn ngập ra khắp nơi. Hiển nhiên những dược liệu này đều không phải là vật liệu tầm thường mà luyện chế hỏa bồ đan này lại cần nhiều đan dược như vậy, quả nhiên không hổ danh là đan dược thất phẩm cao cấp. Sau khi lấy dược liệu ra, sắc mặt đường chấn càng thêm ngưng trọng. Hắn nắm chặt bàn tay lại, ngọn lửa mày bạc liền xuất hiên, mà chín con hỏa long không ngừng huyền phù ở trong đó đồng thời cũng phát ra long uy kinh người. Huyễn Đại Sư, hãy ăn viên thuốc này vào. Nó có thể làm cho thân thể ngươi đối với cửu long lôi cương hỏa kháng cự thêm một chút, như vậy cũng có thể kéo dài thêm thời gian. Đường Trấn ném một viên đan dược màu bạc qua cho Huyễn Đại Sư, rồi nhìn Tiêu Viêm một cái, cười nói, nham kêu tiểu hữu chắc là ngươi không cần thứ này rồi. Tiêu Viêm nhẹ gật gật đầu, linh hồn hắn có lưu ly li liên tâm hỏa bảo hộ, cửu long lôi cương hỏa này mặc dù cũng là dị hỏa, nhưng không làm gì được hắn cả. Thấy thế, đường chấn cười cười, ngón tay cong lại, ngọn lửa màu bạc kia lập tức tiến vào bên trong sơn rong đỉnh rồi hóa thành một ngọn lửa hừng hực mà chín con hỏa long trong đó cũng nháy mắt xoay nhanh hơn, sau đó không ngừng du lượn bên trong dược đỉnh. Miệng long há ta, à, nhất thời có từng ngọn lửa màu bạc được phun ra. Nếu như tất cả mọi người đã chuẩn bị tốt, vậy bắt đầu đi. Nhìn thấy ngọn lửa màu bạc hừng hực bên trong dược đỉnh, đường chấn cũng dần dần thu nụ cười mình lại, trầm giọng nói. Âm thanh vừa phát ra thì nhất trong hai mắt hắn tản ra luồng hào quang chói mắt đồng thời bàn tay khẽ động mấy cái dược liệu đang trôi nổi bên trên bầu trời không ngừng giới xuống rồi liên tục chảy vào bên trong dược đỉnh. Những dược liệu đó vừa tiến vào bên trong dược đỉnh thì nhất thời chín con hỏa long đó vang lên âm thanh trầm thấp rồi đánh tới. Lập tức nuốt trọn hết rồi hỏa mang ở xung quanh bọn chúng cũng dày đặc hẳn lên. Ngay khi đường chấn bắt đầu tinh luyện dược liệu thì tiêu viêm cùng huyễn đại sư cũng vội vàng thu liễm tâm thần. Lực lượng linh hồn cũng từ vị trí mi tâm trào ra, sau đó dưới sự bảo hộ của ngọn lửa mỗi người mà tiến vào bên trong dược đỉnh. Lực lượng linh hồn vừa mới tiến vào bên trong dược đỉnh thì hai người liền cảm nhận được độ ấm kinh khủng ở bên trong. Tiêu viêm thì còn tốt đi, nhưng huyễn đại sư thì lại có chút biến sắc cửu long lôi cương hòa giờ phút này so với lúc khảo thí thì còn mạnh hơn may mà đường chấn vừa rồi còn đưa cho hắn một viên đan dược nếu không thì hắn cũng khó có thể chống đỡ được trong thời gian quá dài hai vị bộ phận dược liệu thứ nhất đã tinh luyện xong chuyện dung hợp để cho hai vị sau khi linh hồn lực lượng hai người tiến vào trong dược đỉnh không quá lâu thì đột nhiên âm thanh của đường chấn vang lên bên tai nghe vậy tiêu viêm cùng nguyễn đại sư đều là trong lòng căng thẳng trong đầu không khỏi hiện lên phương thuốc bay nãy chuẩn bị động thủ ước chừng một khoảng thời gian sau, thân thể của chín con hỏa long bên trong dược đỉnh hơi chấn động. Miệng há rộng ra rồi từng vật thể có mang theo mùi dược hiệu nồng đậm không ngừng từ bên trong phụ. Những vật thể đó chính là tinh hoa còn thừa lại của các dược liệu kia. Một số thì còn giữ được hình dạng, một số thì có chất lỏng, hoặc là thể rắn, tất cả đều đang trôi nổi bên trong dược đỉnh. Động thủ, ngay khi các dược liệu tinh thuần đã được tinh luyện xuất hiện thì đường chấn cũng trầm giọng nói xuống. Nghe thấy lời nói của đường chấn tiêu viêm cùng huyễn đại sư cũng khẽ hít sâu một hơi, sau đó lực lượng linh hồn khẽ quét ngang thu lấy dược liệu của riêng mình. Sau đó dùng lực lượng linh hồn của mình bao bọc, ngay lập tức ngọn lửa bao bọc ở bên ngoài cũng bùng phát lên, bắt đầu từ từ tinh luyện dược lực. Thong thả dung hợp, dược liệu trôi nổi bên trong dược đỉnh dưới sự quét ngang của lực lượng linh hồn hai người tiêu viêm và huyễn đại sư đã bị dọn dẹp hết không còn chút gì. Hai người đều là những bậc hành gia trong việc luyện đan. Tuy nói đây là lần đầu liên thủ nhưng cũng chưa vì vậy mà xuất hiện sơ suất. Nhìn thấy hai người phân công chính xác không hề xuất hiện sai lầm gì, Đường Trấn khẽ thở phào nhẹ nhõm. Tâm thần vừa động rồi tiếp tục thu lấy một phần dược liệu tiến vào bên trong đỉnh để bắt đầu luyện hóa. Trên bình đài cách bãi đá không xa, các luyện dược đại sư khi thấy đã bắt đầu luyện đan thì cũng nhanh chóng tập trung vào. Mà khi bọn hắn thấy tiêu viêm có thể dễ dàng theo kịp tiết tấu của đường chấn và huyễn đại sư thì sắc mặt không? Khỏi có chút mất tự nhiên. Đặc biệt là vị mạch đại sư kia, sắc mặt vô cùng khó coi. Lúc trước hắn còn nói rằng tiêu viêm có thể thông qua khảo khí được chỉ là do dựa vào dị hỏa mà thôi. Nhưng chàng cảnh hiện giờ lại giống như là một cái tát tát thật mạnh vào trên mặt hắn vậy. Bởi vì hắn vô cùng hiểu rõ cho dù là hắn tự mình đi lên luyện đan thì cũng tuyệt đối không thể theo kịp tiết tấu của đường chấn cho đến một gã thất phẩm luyện dược sư trong việc luyện đan. Dọc theo quảng trường, đôi mắt đẹp của Hỏa Nhi cũng không ngừng nhìn chằm chằm vào trên bệ đá, đặc biệt khi thấy tiêu viêm không hề có chút bối rối nào thì mới thở phào nhẹ nhõm một cái. Chợt nhoẻn miệng cười, thấp giọng lầm bẩm Xem ra ánh mắt của đại nhân vô cùng tinh chuẩn, người kia cũng không phải chỉ biết giờ công phu sư tử ngoạm nhưng cũng không biết hắn có thể trợ giúp phụ thân luyện chế đan dược thành công hay không. Đây, luyện chế đan dược thất phẩm là một chuyện cực kỳ dườm già. Mà luyện chế cái gọi là thất phẩm cao cấp hỏa bồ đan lại là chuyện cực kỳ khó giải quyết. Trên bệ đá, ngọn lửa mắt đang hừng hực thiêu đốt bên trong dược đình. Âm thanh long ngâm trầm thấp không ngừng từ bên trong truyền ra. Nhiệt độ nóng cháy bên trong làm cho không gian xung quanh bãi đá cũng phải bị bẽ gãy đôi chút mà phần đông dược liệu xoay quanh bên trên thềm đá ngẫu nhiên sẽ bị đường chấn khống chế đưa vào bên. Trong dược đỉnh, sau đó bị chín con hỏa long nuốt vào trong thể nội. Nhưng mà không thể không nói. Việc dùng cửu long lôi cương hỏa để tinh luyện dược liệu là việc vô cùng thuận tiến. Chín con hỏa long gống như là chín cái dược đỉnh nhỏ vậy có thể tinh luyện các dược liệu đó vô cùng hoàn mỹ. Đương nhiên, tiêu viêm cũng vô cùng hiểu rõ, chín con hỏa long có thể tinh luyện đến mức này phần lớn cũng phụ thuộc rất nhiều vào việc đường chấn khống chế. Người này đối với việc khống chế lửa đã đạt đến một trình độ rất cao, cho dù tâm thần chia ra làm chín thì vẫn có thể không có chút sai lầm nào. Có thể nghĩ đến điều này. Nếu như đường chấn trở thành một luyện dược sư thì chắc chắn thuật luyện đan của hắn sẽ không thấp chút nào cả. Mà đối với Đường Chấn thì Tiêu Viêm vẫn luôn có cảm giác nhìn không thấu, bằng vào cảm giác nhạy cảm, hắn vẫn có thể cảm nhận được người này vô cùng đáng sợ. Nhưng nếu chỉ dựa vào khí tức thì lại không thể có được manh mối nào. Cái từ sâu không thể lường được chỉ sợ rất thích hợp dành cho người này. Hơn nữa, Đường Chấn tuy có thực lực vô cùng khủng bố, nhưng cách đối nhân xử thế lại là vô cùng tốt, không hề có ngạo khí mình là một cường giả đấu tôn không biết đây là do tính tình quá tốt hay là hắn che giấu quá sâu nhưng cho dù như thế nào thì tiêu viêm vẫn duy trì một sự kiêng kỵ to lớn với người này một người có thể đứng đầu một thế lực như phần viêm cốc thì lại là người bình thường hay sao đối với việc phân công luyện chế đan dược này tiêu viêm vẫn là lần đầu tiên nếm thử nhưng vẫn không có chút sai lầm nào kinh nghiệm luyện đan của hắn sẽ không hề yếu hơn so với bất kỳ người nào ở đây hơn nữa nhiệm vụ của hắn lúc này chỉ đơn thuần là dung hợp dược lực đã tinh thuần lấy lực lượng linh hồn của hắn hiện nay thì việc này cũng không quá mức khó khăn cho dù có cửu long lôi cương hỏa hừng hực bên trong đỉnh nhưng bản thân hắn đã có lưu ly liên tâm hòa bảo hộ nên cũng không có lực uy hiếp nào trên bệ đá vô cùng im lặng chỉ có âm thanh của ngọn lửa đang hừng hực thiêu đốt tiêu viêm cùng huyễn đại sư đều đang nhắm chặt đôi mắt tâm thần ngưng tụ lại thao túng lực lượng linh hồn bên trong dược đỉnh. Trong dược đỉnh, chung quanh ngọn lửa màu bạc có một ngọn lửa xanh biếc như ẩn như hiền, bên trong ngọn lửa xanh biếc đó hiển nhiên là lực lượng linh hồn của tiêu viêm. Giờ phút này, ở nơi này, phần đông các dược đã tinh luyện thành công đang được ở dưới sự khống chế mỹ diệu mà thong thả dung hợp vào một chỗ. Phóc, bên trong sơn cốc khổng lồ đang yên tĩnh này bỗng nhiên có một âm thanh rất nhỏ vang lên. Mấy ánh mắt nhìn qua thì lập tức thấy có một chất lỏng sặc sỡ sành sạch đang lặng yên hiện ra. Một mùi thuốc nồng đặc không ngừng từ giữa thẩm thấu ra. Chỉ là bước dung hợp đầu tiên đã hao phí gần 3 giờ, thất phẩm đan dược quả nhiên không phải dễ dàng mà luyện chế a, sau khi đem hai phần dược liệu dung hợp ra chất lỏng sặc sỡ sành sạch này. Tiêu Viêm cũng khẽ thở phèo nhẹ nhõm một hơi, rồi chợt lại căng thẳng lên hắn hiểu rõ đây mới chỉ là bắt đầu thôi luyện chế đan dược thất phẩm cũng không phải là chuyện dễ dàng như hắn tưởng tượng mà sau khi cảm nhận được sự khó khăn trong việc luyện chế đan dược thất phẩm tiêu viêm không khỏi cảm thấy có chút may mắn lúc trước khi hắn còn đang ở nội viện luyện chế đan dược cho thải lân nếu như không phải may mắn tiến vào một trạng thái huyền diệu thì sợ rằng lấy khả năng khi đó không có cách nào luyện chế thành công được Bây giờ nghĩ lại thì quả nhiên lúc ấy vận khí đã chiếm đa số. Hơn rồi, chẳng qua, lấy năng lực hiện tại của ta mà luyện chế lại thì xác suất thành công tất nhiên cũng sẽ tăng lên rất nhiều, cũng không phải hy vọng tiến vào cái trạng thái xa vời kia nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng tiêu viêm cũng có chút cảm giác thỏa mãn. Làm một việc mà có tiến bộ thì luôn làm cho người ta có cảm giác tốt hơn. Nham kiêu tiểu hữu quả nhiên làm cho người ta kinh ngạc nhanh như vậy mà đã dung hợp được bước đầu. Âm thanh đường chấn đột nhiên vang lên bên tai tiêu viêm. Hiển nhiên, đối với việc tiêu viêm có hiệu quả nhanh như vậy, hắn cũng cực kỳ kinh ngạc. Phải biết rằng ngay cả vị trưởng lão khách khanh huyễn đại sư của đan tháp kia giờ phút này cũng chưa dung hợp thành công được. Đối với sự kinh ngạc của đường chấn tiêu viêm cũng cười cười. Sau đó truyền âm nói đường cốc chủ bộ phận dược liệu thứ hai đã tinh luyện xong rồi chứ ha ha đã sớm chờ nãy giờ đường chấn cười cười tâm thần vừa động thì chín quả long bên trong dược đỉnh liền há mồm ra, một lượng lớn dược liệu đã được tinh luyện xong liền được phun ra. Một số dược liệu sau khi được linh hồn lực lượng tiêu viêm quét qua thì liền tiến vào bên trong ngọn lửa xanh biếc. Luyện chế hỏa bồ đan chia ra làm 8 bộ phận bây giờ mới chỉ là phần thứ hai thôi. Nhưng mà có hai vị tương trợ thì xác suất thành công cũng lớn hơn nhiều. 8 bộ phận Nghe thấy lời này, tiêu viêm không khỏi âm thầm cắn lưỡi, đúng là đan dược thất phẩm cao cấp A, trong lòng thoáng cảm thán, tiêu viêm cũng lần nữa ngừng tụ tâm thần. Sau đó bắt đầu dung hợp phần dược liệu thứ hai sau khi đã trải qua tinh luyện. Ngay khi tiêu viêm bắt đầu dung hợp bộ phận dược liệu thứ hai thì hai tròng mắt đang đóng của huyễn đại sư cũng chậm rãi. Mở ra, ánh mắt có chút nhìn về tiêu viêm, nhìn thấy cử động của tiêu viêm lúc này, hắn không khỏi ngạc nhiên người thanh niên tên nham kiêu này sợ rằng cũng là một thất phẩm luyện dược sư. Ai, thiên phú cỡ này đúng là kinh tài tiệt diễm mà. Trong lòng than nhẹ một tiếng, lực lượng linh hồn của huyễn đại sư cũng khẽ đảo qua trong dược đình. Đem nhóm dược liệu thứ hai đã được tinh luyện kia thu lại, sau đó bắt đầu dung hợp. Sự phức tạp khi luyện chế hỏa bồ đan có chút vượt qua sự dự đoán của tiêu viêm cùng huyễn đại sư. Nếu cứ dựa theo thế này mà tính toán thì thời gian lần này nếu không hơn 10 ngày thì tuyệt đối không thể luyện chế thành công được. Liên tục 10 ngày không ngủ không nghỉ luyện đan. Sự tiêu hao cũng cực kỳ to lớn. Đặc biệt là ngoài sự tiêu hao lực lượng linh hồn để dung hợp dược liệu thì còn phải phân thần chống đỡ lại sự ăn mòn của cửu long lôi cương hòa. Điều này thì thật ra, tiêu viêm còn có thể chống đỡ được. Còn huyễn đại sư sau khi dung hợp liên tục đến bộ phận thứ năm thì trong cơ thể không chịu nổi nữa nhưng mà may mắn hắn đã chuẩn bị không ít đan dược khôi phục thực lực nếu không thì cũng rất khó kiên trì xuống mà nương theo sự dung hợp của hai người thì đống dược liệu huyền phù trên không bãi đá cũng đã dần dần giảm bớt thời gian cũng dần trôi qua tính toán một chút thì cũng đã trôi qua bảy ngày trong bảy ngày này thân thể của ba người trên bãi đá vẫn chưa từng có chút động tĩnh gì động tĩnh duy nhất chính là mùi hương của dược liệu từ bên trong dược đỉnh tỏa ra càng lúc càng nồng đậm hơn trên bình đài cách bãi đá đó không xa. Một đám luyện dược đại sư nhìn tiêu viêm đã kiên trì qua 7 ngày thì vẻ mặt càng lúc càng khó coi hơn nhiều. Biểu hiện của tiêu viêm qua mấy ngày nay đã làm cho không ai dám nói lời chào phúng nữa. Bởi vì bọn họ biết rõ nếu như đổi là bọn họ thì tuyệt đối kiên trì không được như thế. Tên nham kiêu này nếu như ta đoán không sai thì hắn cũng là một thất phẩm luyện dược sư. Trên bình đài. Đột nhiên có một gã luyện dược đại sư thở dài một tiếng, mở miệng nói. Nghe thấy lời này, mọi người đều có chút nhăn mày, rồi cười khổ một tiếng. Chuyện này đối với bọn họ quả thực có chút khó làm người ta tiếp nhận được, bọn họ đã phải khổ tu nhiều năm mới có thành tựu như ngày hôm nay. Nhưng hôm nay chỉ là một thanh niên mới hơn 20 tuổi đã trực tiếp hơn xa bọn hắn. Ánh mắt của mạch đại sư có chút kinh ngạc nhìn qua bãi đá, khuôn mặt vô cùng khó coi nhất thời không thể chấp nhận được chuyện này dọc theo quảng trường đường hỏa nhi dáng vẻ thướt tha yêu kiều dáng người thon dài vô cùng động lòng người đang nhìn chăm chú vào trên bệ đá bàn tay ngọc hơi nắm chặt lại quá trình luyện đan giờ đã đi đến giữa quãng đường ngàn vạn lần không nên có chuyện gì xảy ra a à, bạn đang chuyện được lấy tại chấm cơm thời gian dưới sự chờ đợi của mọi người dần trôi qua trong nháy mắt lại trôi qua thêm một ngày nữa mà quá trình luyện đan cũng đã dần đi đến bước cuối cùng tất cả dược liệu vốn huyền phù trên bầu trời giờ phút này đều đã được đưa vào trong dược đỉnh hết năng lượng thuộc tính hỏa lúc này cũng tràn đầy khắp bốn phía làm cho không gian có chút bị đứt đoạn đi trong dược đỉnh ngọn lửa màu bạc cũng trở nên mãnh liệt hơn rất nhiều tiếng long ngâm không ngừng từ bên trong đó truyền ra sau đó cuồn cuộn dựng lên truyền đi khắp cả sơn cốc vẻ mặt của ba người tiêu viêm càng lúc càng ngưng trọng đây đã là bước cuối cùng rồi nếu như còn không qua được thì lần luyện đan này coi như là hoàn toàn thất bại hai vị việc tinh luyện dược liệu lão phu đã làm xong rồi việc dung hợp kế tiếp còn cần nhờ hai người đường chấn khẽ nhìn về tiêu viêm cùng nguyễn đại sư sắc mặt trịnh trọng ôm quyền nói chuyện kế tiếp đã không còn liên quan đến hắn nữa lần luyện đan này có thể thành công hay không thì phải xem vào tiêu viêm cùng nguyễn đại sư Nghe vậy, tiêu viêm cùng nguyễn đại sư đều cắn răng gật đầu rồi tiếp tục ngưng tụ tâm thần. Bên trong dược đỉnh có tám cỗ ngọn lửa màu xanh biếc bên trong đó có những điểm sáng đang lơ lửng. Từng mùi hương thuốc nồng đậm không ngừng từ bên trong tản phát ra, đây chính là tám chất lỏng có được sau khi dung hợp đống dược liệu kia. Mà nhiệm vụ của tiêu viêm lúc này chính là đem tám giọt chất lỏng đã trải qua gần 9 ngày luyện kia dung hợp lại cùng một chỗ còn nếu như hắn dung hợp thất bại thì lần luyện đan này cũng coi như là thất bại, đến lúc đó thì chỉ sợ thiên hòa tam huyền biến cũng không thể nào nghĩ tới nữa. Nghĩ đến đây, tiêu viêm đột nhiên nắm chặt bàn tay lại. Lúc này chỉ có thể thành công chứ không được thất bại. Tâm thần tiêu viêm tập trung vào tám điểm sáng đang trôi nổi bên trong ngọn lửa màu xanh biếc. Trong điểm sáng hiện lộ ra một ít hoặc là chất lỏng hoặc là bột phấn. Đây đúng là những dịch thể mà tiêu viêm có được sau 9 ngày dung hợp các dược liệu tinh thuần. Mỗi dịch thể này cơ hồ đều hội tụ gần hơn 20 dược liệu mới ngưng tụ thành được. Vù, thở dài một hơi, tiêu viêm nhìn huyễn đại sư một cái, chợt hai người đồng thời nhắm mắt lực lượng linh hồn vào giờ khắc này cũng bùng phát dữ dội tiến vào bên trong đỉnh. Cảm thủ được cử động hai người, nét ngưng trọng trên mặt đường chấn cũng ngày càng nồng đậm hơn. Luyện đan có thành hay không chính là chờ sự biểu hiện kế tiếp của huyễn đại sư cùng tiêu viêm lực lượng linh hồn của tiêu viêm mãnh liệt xông vào bên trong ngọn lửa xanh biếc tâm thần vừa động thì hai giọt chất lỏng có chút sặc sỡ liền nhất thời lại gần tiếp xúc nhau khi hai giọt chất lỏng này vừa tiếp xúc thì bên ngoài cũng nổi lên từng gợn sóng đây chính là do sự kháng cự do hai dược liệu sinh ra khi tiếp xúc lẫn nhau mà nhiệm vụ của tiêu viêm lúc này là phải tìm điểm thăng bằng giữa hai giọt chất lỏng thì mới có thể làm cho chúng nó dung hợp một cách hoàn mỹ việc dung hợp này có yêu cầu cực kỳ nghiêm khắc đối với sự tinh chuẩn của lực lượng linh hồn nếu như có chút sai lầm thì sẽ làm cho việc dung hợp thất bại lực lượng linh hồn hóa thành vô số sợi to che kín mỗi tấc không gian chung quanh hai giọt chất lỏng để tiêu viêm có thể nhận biết rõ bắt kỳ biến hóa nào bên trong đó bước dung hợp này cực kỳ khó giải quyết may mà kinh nghiệm của tiêu viêm phong phú cộng thêm lực lượng linh hồn vô cùng cường đại cho nên sau khi lực lượng linh hồn của hắn duy trì một áp lực ổn định lên sự rằng co của hai giọt chất lỏng thì hai giọt chất lỏng này cũng đã bắt đầu. Dung hợp lại, tuy tốc độ này có chút chậm, nhưng hoàn thành chỉ là chuyện sớm hay muộn. Thời gian lặng yên trôi nhanh qua ước chừng 3 canh giờ sau thì hai giọt chất lỏng sặc sỡ đã rốt cuộc hoàn toàn dung hợp lại một chỗ. Hóa thành một giọt chất lỏng sành sạch huyền lệ nhẹ nhàng phiêu phù bên trong ngọn lửa màu xanh thấy việc dung hợp thành công tiêu viêm cũng thoáng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tâm thần vừa động thì lại có một điểm sáng bên trong có một vật thể dạng bột mày đen bay lên. Sau đó chậm rãi tiếp xúc với cái chất lỏng sành sạch huyền lệ kia. Dùng hợp tinh hoa của dược liệu là một chuyện cực kỳ tốn thời gian, trong lúc làm không thể có chút vội vàng, nếu không chỉ cần một sai lầm nhỏ cũng sẽ làm cho dung hợp thất bại. Hơn nữa còn làm cho đống dược liệu quý hiếm trở thành phế vật nhưng mà may mắn cho đến giờ phút này thì tiêu viêm vẫn tiến hành thuận buồm xuôi gió. Mà chuyện này cũng là do hắn vô cùng cẩn thận bởi vì hắn biết lần luyện đan này có thành công hay không sẽ quyết định rất lớn đến việc hắn có được thiên hòa tam huyền biến. Theo thời gian trôi qua, trong cái ngọn lửa màu xanh đó, tám cái điểm sáng nhỏ đó dần, dần dần dưới sự khống chế của tiêu viêm mà thong thả dung hợp lại. Trên bệ đá, đường chấn vẫn chăm chú nhìn vào bên trong dược đình nhất cử nhất động bên trong cũng nhanh chóng được phản hồi về, nham kiêu này quả nhiên không phải người thường Không chỉ có thể bảo trì tốc độ dung hợp mà quá trình diễn ra cũng không có chút sai lầm. Hơn nữa, lực lượng linh hồn của hắn cũng vô cùng lớn mạnh. So với huyễn đại sư đã đạt đến thất phẩm kia mạnh hơn không ít. Lấy năng lực của đường chấn, liếc mắt một cái là có thể nhìn ra lực lượng linh hồn của tiêu viêm mạnh hơn rất nhiều so với đường chấn. Trong lòng nghĩ như vậy, đường chấn chuyển mắt nhìn sang huyễn đại sư bên kia. Chỉ thấy người này giờ đây sắc mặt có chút tái nhợt, thấy vậy lòng của đường chấn hơi trầm xuống. Xem ra trong 9 ngày dung hợp dược liệu dưới áp lực của cửu long lôi cương hỏa đã làm cho hắn tiêu hao quá nhiều. Nhưng mà lo lắng cũng là lo lắng. Đường chấn lúc này cũng không có biện pháp thay đổi. Bởi vậy hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện hai người này có thể kiên trì đến cuối cùng mà thôi. Những biến hóa trên thềm đá thì mọi người xung quanh đều biết rất rõ. Giờ phút này thì đường chấn đã hoàn thành nhiệm vụ của hắn, hiện tại là phải xem năng lực của tiêu viêm cùng với huyễn đại sư. Nếu như bọn họ có thể thuận lợi dung hợp các phần tinh hoa dược liệu kia hoàn mỹ thì xác suất lần luyện đan này sẽ không thấp. Nhưng nếu như trong hai người này mà có xuất hiện sai lầm gì thì chỉ sợ lần luyện đan này sẽ có kết cục thất bại. Không biết nham kiêu kia có thể kiên trì đến cuối cùng hay không? Đã qua 9 ngày rồi, hẳn lực lượng linh hồn của hắn cũng đã tiêu hao rất nhiều. Một tên luyện dược đại sư vuốt tròm dâu, khẽ nói. Đã kiên trì tới bước này rồi. Nếu như còn xảy ra điều gì thì cũng thật đáng tiếc. Một gã luyện dược đại sư khác nói. Mọi người nghe thấy như vậy cũng đồng cảm gật đầu. Nham kiêu vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Mà huyễn phong, lực lượng linh hồn của hắn đã bắt đầu yếu bớt đi. Bạn đang đọc truyện tại http 2 gạch chéo gạch chéo tiuyenfull vn một lão giả đột nhiên bước về phía trước nhìn về bãi đá thở dài một tiếng. Nói, nghe thấy lời của hắn, chung quanh nhất thời yên tĩnh lại. Biểu tình trên khuôn mặt của mọi người cũng trì trệ hẳn đi. Nói như vậy thì chẳng lẽ tên nham kiêu này so với huyễn đại sư còn muốn mạnh hơn? Trong lòng hiện lên cái ý nghĩ vớ vẩn này, nhất thời mọi người cũng không biết nên nói gì cho phải bởi vì vị lão giả vừa nói chính là tên trưởng lão khách khanh còn lại của đan tháp nhãn lực cấp bậc của người này so với bọn hắn còn mạnh hơn không ít cho nên bọn họ cũng không dám mở miệng nghi ngờ chẳng qua trong lòng vẫn âm thầm nói hiển nhiên cũng không tin lời của lão lắm đối với tâm tính của những người này thì lão giả cũng lười để ý tới trong mắt cũng xuất hiện chút lo lắng ngay cảm giác của hắn thì lực lượng linh hồn của huyễn phong đã dần dần trở nên suy yếu, nếu cứ tiếp tục như vậy thì hậu quả không ổn a à. ai, hy vọng hắn có thể tiếp tục kiên trì. Luyện chế đan dược thất phẩm cao cấp đối với huyễn phong quả thật cũng có chút miễn cưỡng. Thời gian dung hợp dần trôi qua, mà việc dung hợp tinh hoa dược liệu của tiêu viêm cùng huyễn đại sư đã dần đi vào kết thúc. Ngay dưới ánh mắt soi mói của mọi người thì năng lượng thiên địa trên bãi đá cũng dần trở nên cuồng bạo hơn, mà ẩn chứa bên trong cỗ năng lượng cuồng bạo đó còn có một mùi thuốc vô cùng nồng đậm lặng yên tràn ra. Làm cho người người thấy vô cùng sảng khoái. Nhận thấy biến hóa ở trên bãi đá, từ đường chấn cho đến mọi người đều rung lên, phải chăng hai người đã dung hợp xong. Dưới ánh mắt soi mói của mọi người thì mặt của tiêu viêm vẫn chưa đổi xác tâm thần cũng không dám có chút buông lỏng trải qua một thời gian dài dung hợp như vậy sắc mặt của hắn cũng đã nhợt nhạt đi nhưng cũng không có gì quá trở ngại nhưng so sánh với hắn thì tình thế của Huyễn Đại sư lại xấu hơn rất nhiều khuôn mặt của hắn đã tái nhợt vô cùng thế nhưng hắn vẫn cắn răng chịu đựng chưa từng có ý nghĩ buông tha cho dung hợp trên bãi đã khi mà mùi thuốc càng lúc càng nồng đấm hơn thì Tiêu Viêm cùng Huyễn Đại sư gần như là cùng mở mắt ra trong miệng khẽ quát một tiếng thủ ấn trong tay cũng liền biến đổi theo sự biến đổi thủ ấn của hai người thì lực lượng linh hồn bên trong dược đỉnh cũng tăng theo rồi đem tất cả tinh hoa dược liệu đã dung hợp bên trong dung hợp lại cùng một chỗ vèo ngay khoảng khắc dung hợp đó thì hai đạo ánh sáng một hồng một xanh cũng mạnh mẽ bạo xuất bên trong dược đỉnh giống như là cột sáng vậy tỏa ra ngoài hơn trăm thước mà ngay khi hai đạo ánh sáng đó xuất hiện thì hai cỗ mùi thuốc nồng đạm cũng tàn phát ra khắp nơi Dường như mọi người đều lộ ra vẻ mặt vui mừng, dung hợp thành công. Dọc theo quảng trường, tâm tình của Đường Hỏa nhi giờ khắc này cũng có chút buông lỏng xuống, trên khuôn mặt xinh đẹp cũng xuất hiện nụ cười động lòng người. Trên thềm đá, Đường Chấn giờ khắc này cũng đứng dậy, khuôn mặt có nét cười khó có thể che giấu. May mà hắn cũng không phải là người lỗ mãng, hắn biết hiện tại quá trình dung hợp còn chưa thành công lập tức ôm quyền nhìn hai người tiêu viêm nói, hai vị, dược liệu đều đã dung hợp kế tiếp chính là bước quan trọng nhất, thành đan. Tiêu viêm khẽ gật đầu, ánh mắt có chút nhìn thoáng qua huyễn đại sư, sau khi nhìn thấy sắc mặt của huyễn phong, tiêu viêm không khỏi ngần ra, có chút trần chờ nói, huyễn đại sư. Người còn có thể tiếp tục chứ nghe thấy lời tiêu viêm nói, huyễn phong vội vàng chấn tình tinh thần, khoát tay áo, cười nói, yên tâm đi. Tuy nói lời như thế, nhưng biểu hiện của sắc mặt làm cho người khác không mấy tin tưởng lắm nhưng nếu như hắn đã nói như vậy thì tiêu viêm cũng không nói thêm gì nữa nếu như không phải tiêu viêm có lưu ly liên tâm hòa hộ thể thì chỉ sợ giờ phút này hắn cũng sẽ giống như huyễn phong thôi đường trấn cũng cảm giác được trạng thái huyễn phong có chút không tốt nhưng giờ khác này làm gì có thời gian quan tâm đến thứ khác cũng chỉ đành cắn răng một cái nói hai vị mời động thủ đi nếu như để cho dược liệu sau khi dung hợp lâu quá thì sẽ ảnh hưởng đến xác suất luyện đan dược thành công. Tiêu viêm cùng huyễn đại sư đều gật đầu rồi hít sâu một hơi. Thủ ấn cũng cấp tốc biến đổi. Chỉ thấy hai cột ánh sáng màu hồng và xanh bên trong dược đỉnh đột nhiên sáng rõ lên rồi dưới cái nhìn chăm chú của mọi người. Hai cột ánh sáng này mạnh mẽ chạm vào nhau bên trong dược đỉnh. Thình thịch, ngay khi hai giọt chất lỏng đã dung hợp gần trên trăm dược liệu quý hiếm đó va và chạm vào nhau thì một tiếng nổ trầm thấp bỗng vang lên rồi một cỗ năng lượng vô cùng dị thường cũng tự bùng phát ra mạnh mẽ chạm vào vách tường của dược đình phát ra âm thanh loảng xoảng vô cùng thanh thúy dường như bên trong hai giọt chất lỏng đó còn có sự trà trộn của lực lượng linh hồn nên ngay thời khắc va chạm làm cho tiêu viêm kêu lên một tiếng đau đớn thân thể hơi run lên phụt Tuy tiêu viêm có thể ngạnh kháng chấn động năng lượng này nhưng huyễn đại sư lúc này đã là dương cung hết nỏ, giống như là lạc đà sau khi chở đồ nặng quá thì không thể chở đồ thêm nữa. Trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch. Nhìn thấy huyễn đại sư bỗng nhiên há miệng phun máu ra, toàn trường đều yên tĩnh lại. Mà đường chấn cùng với đường hỏa nhi vừa rồi còn tươi cười thì cũng chậm rãi thu lại. Ai cũng biết vào thời điểm này mà lùi ên dược sư lại có vấn đề thì sẽ cho ra loại kết quả nào vẫn bị thất bại sao? Đường chấn thì thào tự nói. Khuôn mặt cũng bỗng già đi rất nhiều. Mà ở bên ngoài quảng trường, khuôn mặt tươi cười của đường hỏa nhi cũng đã mất đi, thay vào đó là khuôn mặt có ẩn chứa sự bi thương. Chẳng lẽ mệnh của nàng đến đây đã tuyệt sao? Tiêu viêm lặng lẽ nhìn sang huyễn đại sư. Nhưng chỉ sau nháy mắt đã hồi phục tinh thần lại rồi đột nhiên nhìn sang dược đình. Nếu như lần luyện chế này thất bại thì hắn cũng đừng hòng nghĩ đến thiên hòa tam huyền biến chẳng lẽ lại phải chịu thất bại ngay tại thời khắc cuối cùng này sao? Nghĩ đến đây, nhất thời trong mắt Tiêu Viêm hiện ra thần sắc không cam lòng. Toàn trường yên tĩnh, mọi ánh mắt đều mang theo vẻ tiếc nuối nhìn về huyễn đại sư đang hôn mê ngã dưới đất. Kiên trì hơn 10 ngày, chẳng ai ngờ lại thất bại ở thời khắc này cả. Bên trong dược đỉnh, hai cột sáng màu hồng và xanh vẫn không ngừng phát sáng, mùi thuốc nồng đậm hầu như tràn ngập khắp quảng trường. Nhưng giờ phút này, không ai có thể tiếp tục cái tâm tình vui vẻ như ban nãy nữa, một đám đều trầm trọng ở trong lòng. Ánh mắt đường chấn như dại ra nhìn vào dược đình, mọi người thấy hình dáng hắn như thế đều có chút không đành lòng. Bá chủ một phương mà lại có hình dáng ảo nề như thế thật làm cho người khác phải chua xót. Mà đường hòa nhi ở bên cạnh quảng trường giờ đây khuôn mặt đẹp đã trắng bệch ra. Một lát sau lại cười thảm thân thể mềm mại lại có hơi chút lảo đảo mấy tên đệ tử phần viêm cốc ở phía sau thấy vậy vội vàng đi lên đón lấy khắp quảng trường đều không có tiếng động nào không khí vô cùng trầm trọng áp lực trong không khí nặng nề vô cùng không ai dám mở miệng nói chuyện vào lúc này cả bầu không khí yên tĩnh đầy áp lực kéo dài một hồi lâu rốt cuộc có một đạo âm thanh trầm thấp vang lên phá vỡ áp lực trầm trọng trong quảng trường đường cốc chủ có thể cho ta tiếp tục luyện chế hay không Nghe thấy lời này, mặc dù đường chấn đang ảo nào bên trong lòng cũng nhịn không được kinh ngạc nhìn tiêu viêm. Khuôn mặt hơi run lên, miệng run dày một chút rồi mang theo chút ít hy vọng nói. Nhàm kêu tiểu hữu người có thể một mình luyện chế hỏa bồ đan này. Tiêu viêm chậm rãi lắc đầu. Đường chấn cũng quá đề cao hắn, thất phẩm đan dược cao cấp cho dù lấy trình độ hắn hiện tại thì việc luyện chế thành công cũng cực kỳ thấp. Nhưng cho dù thế nào thì so với việc ngồi không cũng tốt hơn nhiều. Tiếp tục luyện chế thì có lẽ còn có cơ hội, nếu cứ như vậy mà buông tha thì đó chính là thất bại hoàn toàn. Ánh mắt Tiêu Viêm nhìn thẳng Đường Chấn, trong đôi mắt của người này không hề có sự buông tha của tuổi trẻ. Lịch lãm mấy năm nay đã làm cho tính cách Tiêu Viêm vô cùng cứng cỏi. Hai chữ buông tha này từ trước tới giờ hắn rất ít khi nói lên, con đường tu luyện hai mươi mấy năm nếu như hắn có từng nói lời buông tha thì chỉ sợ hiện tại hắn chưa từng thoát khỏi cái thân phận phế vật tiêu gia, càng không nói đến việc đạt được trình độ như ngày hôm nay. Cảm thụ được ánh mắt sáng quắc của tiêu viêm, đường chấn hơi có chút chấn động. Ánh mắt của hắn hơi có nhìn về luồng ánh sáng xanh hồng đang hiện ra trong dược đỉnh, trần chờ một lát rồi cắn răng một cái, trầm giọng nói. Nếu như nham kiêu tiểu hữu đã nói như vậy thì mời ra tay đi. Cho dù có thất bại thì cũng không trách ngươi được nhìn thấy đường trấn ưng thuận tiêu viêm nở nụ cười khẽ gật đầu thỉnh đường cốc chủ giúp ta hộ pháp được cho người nào quấy dày ta cả ta sẽ toàn lực thử sức một lần còn về việc thành công hay không thì phải xem ý trời rồi tiêu viêm trịnh trọng nói một tiếng rồi chậm rãi nhắm mắt lại thủ ấn đột nhiên biến đổi lực lượng linh hồn từ vị trí mi tâm vào giờ khắc này không hề được giữ lại nữa mà là thổi ngang ra chợt giống như một làn sóng lớn tràn vào bên trong dược đỉnh nhìn thấy tiêu viêm bắt đầu động thủ, thân thể đường chấn cũng đứng thẳng dậy. Vẻ ảo nề trên khuôn mặt cũng dần mất đi, thân thể dần dần huyền phù lên không, ánh mắt sắc bén nhìn qua bốn phía. trầm giọng nói, bắt đầu từ bây giờ, không người nào được vào phạm vi trăm bước chung quanh bãi đá. Cảm nhận được giọng nói sắc bén của đường chấn, mấy đệ tử phần viêm cốc xung quanh chợt dùng mình, vội vàng ôm quyền rồi chỉnh tề lui về phía sau. Hơn nữa còn không hề có chút tiếng vang nào. Trên bình đài, một đám luyện dược đại sư cũng vì cảnh này mà sững sờ. Sau khi hiểu được thì miệng cũng mở rộng ra, tên nham kiêu kia lại muốn một mình hắn luyện chế Hỏa Bồ Đan. Tuy nói chỉ còn có một bước cuối cùng là làm cho đan thành, nhưng một bước này tuyệt đối không phải một mình hắn có thể làm được a, à, phải biết rằng luyện chế thất phẩm đan được cao cấp. Cho dù là ở trong thì người có thể luyện chế được cũng vô cùng thưa thớt. Mặc dù tất cả mọi người vô cùng khó tin, nhưng sau khi nhìn thấy vẻ mặt sắc bén của đường chấn thì cũng không dám tùy ý mở miệng, chỉ đành đem sự hoài nghi đó ẩn sâu vào bên trong lòng. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyện phun bên trong bãi đá, sự ngưng trọng của tiêu viêm ngày càng nồng hơn. Hiện giờ thì hầu như lực lượng linh hồn của hắn đã nắm lấy mỗi một tấc bên trong dược đình. Mà cũng chính vì thế mà hắn mới có thể cảm nhận rõ ràng sự đáng sợ của thất phẩm đan dược cao cấp dược lực ẩn chứa bên trong đã đạt đến một cái mức vô cùng đáng sợ. Đáng sợ đến mức có thể làm cho năng lượng thiên địa cũng phải dập dờn bồng bềnh nếu như không phải có sơn rong đỉnh này thì chỉ sợ năng lượng thiên địa bên ngoài giờ này đã hỗn loạn cả lên. Lực lượng, linh hồn của tiêu viêm giờ phút này đã vây kín mít hai cột sáng xanh hồng kia. Rồi phân hóa thành vô số sợi tơ năng lượng, chậm rãi dung nhập vào bên trong hai luồng hào quang đó lực lượng linh hồn vừa mới xâm nhập vào bên trong hai luồng hào quang thì thân thể của tiêu viêm liền chấn động mạnh hai giọt chất lỏng sành sạch huyễn lệ ở bên trong tuy có thể tích rất nhỏ nhưng lại ẩn chứa dược lực của hơn trăm loại dược thảo quý hiếm hiện giờ những dược thảo này lại hoàn toàn bị dung hợp cùng một chỗ điều này đủ để thấy trong hai giọt chất lỏng sành sạch huyễn lệ này có ẩn chứa dược lực nồng đậm đến mức nào hơn nữa có lẽ vì nguyên nhân hai giọt chất lỏng sành sạch này tiếp xúc với nhau mà dược lực bên trong chúng nó cũng vô cùng cuồng bạo. Điều này làm cho việc dung hợp diễn ra vô cùng khó khăn. Hơn nữa dược lực không những cuồng bạo mà còn mang theo sự bài xích lẫn nhau, muốn đem đối phương tách ra khỏi mình. Tiêu viêm yên tĩnh quan sát trong chốc lát. Hiện tại, dược lực ẩn chứa bên trong hai giọt chất lỏng chưa ngừng tán phát ra, mà ngược lại ngày càng tán phát mãnh liệt hơn thậm chí khoảng cách giữa chúng cũng ngày càng cách xa ra nếu như cứ tiếp tục như vậy thì đừng nói đến việc dung hợp mà ngay cả việc khiến cho chúng nó tiếp xúc với nhau cũng là chuyện cực kỳ khó khăn tình huống khó giải quyết như vậy cũng coi như là lần đầu tiên tiêu viêm gặp phải trong suốt mấy năm luyện dược qua cho dù là lần luyện chế đan dược ở nội viện lúc trước thì cũng không có đến mức phiền toái như vậy đương nhiên nguyên nhân của điều này cũng là do lúc trước tiêu viêm đã tiến nhập vào một trạng thái huyền diệu hiện tại thì không còn vận may đó nữa chỉ còn cách hoàn toàn dựa vào bổn sự nếu cứ tiếp tục như vậy thì cũng không phải là cách hay a à. nhận thấy sự kháng sự của hai giọt chất lỏng ngày càng mãnh liệt hơn tiêu viêm thở dài một tiếng rồi tâm thần liền động chỉ thấy lực lượng linh hồn đang tràn ngập khắp đỉnh nhất thời hội tụ lại sau đó điên cuồng tạo nên áp xúc mạnh mẽ đối với hai giọt chất lỏng khởi âm thanh trầm thấp vang lên bên trong dược đi nhầm dưới áp lực hết sức của lực lượng linh hồn tiêu viêm, hai giọt chất lỏng xanh hồng vừa mới muốn tách ra lại bị trực tiếp ép mạnh tiếp xúc vào. Nhưng chúng nó cũng chưa vì vậy mà bình tĩnh, ngược lại chỉ sau nháy mắt đã ngày càng hung bạo hơn. Một cỗ năng lượng vô cùng hung mãnh tự động từ bên trong hai giọt chất lỏng khuếch tán ra. Mà mỗi khi cỗ năng lượng này chạm vào lực lượng linh hồn bao lấy chung quanh lại làm cho thân thể tiêu viêm hơi run lên nhẹ nhẹ luyện đan nhiều năm như vậy ta cũng không tin hôm nay không giải quyết được hai vật nhỏ như các ngươi tiêu viêm dường như cũng vì luồng năng lượng cuồng bạo trong hai giọt chất lỏng này làm điên lên trong lòng chấn định lực lượng linh hồn bàng bạc bên trong dược đỉnh nhất thời ngưng tụ thành hình dạng một cơn lốc xoáy điên cuồng xoay tròn đánh đến ngay khi lực lượng linh hồn hóa thành lốc xoáy xoay tròn thì áp lực bên trong cũng nhất thời bạo tăng lên mà ở dưới áp lực hung hãn này thì hai giọt chất lỏng xanh hồng rốt cuộc cũng chậm rãi tiếp xúc, sau đó mạnh mẽ dính với nhau. Hai giọt chất lỏng vừa mới dính với nhau thì tâm thần tiêu viêm liền động áp lực bạo tăng kia nhất thời cũng giảm thấp. Mà ngay giây khắc này, một ngọn lửa xanh biếc cũng vô hình hiện lên, bao quanh lấy hai giọt chất lỏng xanh hồng kia. Từ lúc áp lực từ từ giảm bớt cho đến khi phóng thích ngọn lửa xanh biếc kia tiêu viêm làm vô cùng hoàn mỹ. Nếu như trong lúc này mà có bất kỳ sai lầm nào sẽ gây nên thương tổn đối với dược lượng qua đó làm giảm tỷ lệ đan thành. Nhưng mà việc đem hai giọt chất lỏng dính lại với nhau vừa rồi cũng đã tạo nên sự tiêu hao vô cùng lớn cho lực lượng linh hồn của tiêu viêm. Nhưng hiện tại không phải là thời điểm lo lắng chuyện này. Lực lượng linh hồn tiêu viêm không ngừng xâm nhập vào bên trong hai giọt chất lỏng xanh hồng sau đó đem mỗi biến hóa rất nhỏ trong đó vào trong tâm mình, sau đó lại thật cẩn thận thao túng áp lực cùng độ lừa. bên ngoài bãi đá hoàn toàn yên tĩnh. đường chấn nhìn thân thể tiêu viêm không ngừng run rẩy lên thì cũng giật thót lên. đặc biệt khi thấy sắc mặt của tiêu viêm càng ngày càng tái nhợt thì cho dù với định lực chấn tĩnh của đường chấn cũng không nhịn được mà tim đập nhanh hơn. nhưng mà cũng may thân thể của tiêu viêm run rẩy chưa được bao lâu thì dần dần cũng vững vàng lại. Đúng lúc này, Đường Trấn cũng nhận ra bên trong dược đỉnh đột nhiên xuất hiện ngọn lửa xanh biếc. Ánh mắt nhìn lại thì liền nhìn thấy ngọn lửa xanh biếc bên trong đó đã chậm rãi cuốn lấy hai giọt chất lỏng xanh hồng. Trong lúc mơ hồ, hai giọt chất lỏng lại có xu thế dung hợp với nhau. Một màn này Đường Trấn cũng không có xa lạ gì, hắn biết đây là điểm báo đan thành. Lập tức trong lòng đập nhanh hơn, khuôn mặt của hắn cũng không nhịn được mà có chút kích động. Hắn thật không nghĩ tới Tiêu Viêm có thể bằng vào lực lượng bản thân mà hoàn thành một bước cuối cùng này. Chuyện này, Đường Chấn từ bên ngoài nhìn thì có vẻ là chuyện dễ dàng. Nhưng đối với Tiêu Viêm thì lại phải bỏ ra rất nhiều tâm huyết. Nếu như không phải lực lượng linh hồn của hắn hơn xa luyện dược sư đồng cấp thì tất nhiên không có khả năng hoàn thành cái nhiệm vụ khó. Khan này, hơn nữa, ngay lúc này thì cũng làm cho hắn phát hiện lực lượng linh hồn của mình đã có dấu hiệu suy yếu đi trong lòng hít sâu một hơi tiêu viêm mạnh mẽ đè cái cảm giác lực lượng linh hồn đang suy yếu kia đi ngừng thần khống chế áp lực của linh hồn của độ lừa mà dưới sự thiêu đốt không ngừng của ngọn lửa xanh biếc cùng áp lực linh hồn thì hai giọt chất lỏng xanh hồng kia cũng dần trở nên hòa tan với nhau sự yên tĩnh trong quảng trường kéo dài khoảng một ngày một đêm trong khoảng thời gian này nơi này vô cùng tĩnh mịch không hề có chút tiếng động vang lên nhưng trong thời gian đó cũng không có người rời đi ánh mắt của mọi người giờ đây đều nhìn lên trên bãi đá mỗi người ở đây giờ phút này cũng đều muốn biết vị thanh niên cực kỳ trẻ tuổi kia có thể hay không hoàn thành bước cuối cùng này một luồng ánh sáng mặt trời lặng yên từ trong bầu trời đêm tỏa ra phá vỡ bóng đêm trong sơn cốc mà ở ngay lúc luồng ánh sáng đó xuất hiện thì năng lượng thiên địa trong phần viêm cốc khổng lồ đột nhiên mạnh mẽ nổi sóng khởi dậy trên bệ đá, Đường Chấn Vốn đang ngồi xếp bằng đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt có sự mừng rỡ như điên nhìn lên trung tâm bãi đá. Ở nơi ấy, từ bên trong dược đỉnh đột nhiên có một mùi đan hương phiêu tán ra. Ầm ầm, ngay khi Đường Chấn mở hai mắt ra thì đột nhiên ở phía đường chân trời xuất hiện một đám mây đen không hề có dự báo trước, mà ở bên trong mây đen lại ẩn chứa sấm sét ầm ầm. Lôi điện khắp nơi làm cho người ta phải sợ hãi. Đan, đan lôi! hắn thật sự thành công ư? Làm sao có thể? Nhìn thấy đám mây đen ở cuối đường chân trời, thân thể của mấy vị luyện dược đại sư kia nhất thời cứng ngắc lại, một âm thanh khó tin thì thào từ trong miệng chậm rãi truyền ra. Mà đường hòa nhi ở bên cạnh quảng trường cũng ngẩng khuôn mặt xinh đẹp nhìn mây đen ở trên bầu trời. Thân thể mềm mại của nàng lúc này cũng khó kiềm chế sự rung động mà run rẩy cả lên. Thành công! một đám mây đen thật dày ngưng tụ trên bầu trời sơn cốc những tia nắng sớm mới xuất hiện ở chân trời trực tiếp bị che mất đi trong lúc nhất thời sơn cốc lại tối đen lại chỉ có những tia sấm sét trong mây đen chiếu sáng dưới sơn cốc mà ngay khi đám mây đen trên bầu trời ngày càng ngưng tụ lại thì đan hương cũng đã vô cùng nồng đậm nồng đậm tới mức ngay cả năng lượng thiên địa chung quanh đài cũng bị cỗ đan hương này làm rung động Bên trong dược đỉnh, ngọn lửa xanh biếc đang hừng hực thiêu đốt mà ngay trên không của ngọn lửa đó, một quả đan dược màu xanh hồng trộn lẫn đang xoay tròn rất nhanh. Đồng thời cũng có một cỗ năng lượng kinh người không ngừng từ trong đó khuếch tán ra. Luồng năng lượng này khi va chạm vào vách tường dược đỉnh thì phát ra tiếng len keng như đao kiếm giao nhau. Tiêu viêm nhìn đan dược bên trong dược đỉnh trên khuôn mặt tái nhợt cũng không khỏi tươi cười lên, mí mắt chậm rãi cục xuống một cảm giác mệt mỏi từ sâu trong linh hồn tràn ra làm cho hắn có chút buồn ngủ lần luyện đan thành này đã làm cho hắn tiêu hao quá nhiều tinh thần lực nếu như không phải trong lòng có một cỗ nghị lực chống đỡ thì chỉ sợ khó có thể thành công lôi đình cắt qua mây đen chiếu lên trên khuôn mặt tiêu viêm làm cho vẻ mệt mỏi của hắn hiện ra trước mắt mọi người nhìn trạng thái này của hắn ai ai cũng biết hắn đã triệt để dốc toàn lực ra rồi nham kiêu tiểu hữu đại ân không thể nào cảm tạ hết được đan lôi này cứ để lão phu là được người nghỉ ngơi đi nhìn thấy trạng thái suy yếu của tiêu viêm đường trấn cũng nhanh chóng thanh tỉnh lại từ trong kích động vội vàng ôm quyền nói dứt lời đường trấn liền muốn bay lên không đấu với đan lôi một trận thì lại đột nhiên nghe được tiếng thở dốc của tiêu viêm vang lên đường cốc chủ đan lôi này giao cho ta đi đường trấn ngẩn ra chợt vội vàng nói nham kêu tiểu hữu yên tâm đi Đan lôi này không làm gì được lão phu, trạng thái ngươi bây giờ làm sao có thể tiếp được đan lôi này? Ta đương nhiên biết ngươi có thể tiếp đan lôi này, nhưng ta còn muốn địa yêu khôi mượn đan lôi này để rèn luyện thân thể A tiêu viêm đảo cặp mắt trắng lên, trong lòng thầm nhũ một tiếng. Chợt hắn vung bàn tay lên, địa yêu khôi màu bạc liền xuất hiện. Hắn nhìn đường chấn một chút, khẽ cười nói, đường cốc chủ, đan lôi này đối với ta còn có tác dụng. Cho nên xin đừng đoạt lấy cơ hội này đi, lần trước sau khi địa yêu khôi trải qua sự tẩy rửa của đan lôi thì thực lực đã tăng lên rất nhiều. Nếu như lần này còn có thể tăng lên thì chỉ sợ uy lực sẽ cường đại hơn. Thứ này chính là sát thủ kim bài của tiêu viêm, nếu có thể làm cho thực lực nó tăng lên thì quá tốt. Nhìn thấy địa yêu khôi đột nhiên xuất hiện, đường chấn ngẩn ra, trong mắt có chút kinh ngạc. Thất thanh nói, khôi lỗi. Lấy nhãn lực của đường chấn, tự nhiên liếc mắt một cái có thể nhận thấy bản chất của con địa yêu khôi này thấy tiêu viêm làm như không có gì. Đường chấn nhìn qua một chút rồi lại nhìn lên đám mây đen ngày càng nồng nặc trên bầu trời, gật đầu. Nếu như nham kiêu tiểu hữu đã cố ý như thế thì cứ để khôi lỗi lên đi. Nếu như tình huống không ổn thì cứ nói một tiếng là được. Mặc dù không biết vì sao tiêu viêm đối với khôi lỗi của mình có niềm. Tin như vậy, nhưng đàn lôi là do tiêu viêm gọi ra, hắn cũng không thể nói gì hơn. Hơn nữa, Tiêu Viêm còn giúp hắn luyện chế Hỏa Bồ Đan thành công đã là cho hắn một cái ân huệ hết sức to lớn rồi. Hắn tự nhiên sẽ không nói thêm điều gì. Tiêu Viêm mỉm cười gật đầu, ánh mắt nhìn lên bầu trời, hơi yếu ớt đưa bàn tay lên, nhẹ giọng nói, "Đi." Mệnh lệnh vừa phát ra thì bàn chân Địa Yêu khôi đạp mạnh trên mặt đất, thân hình nhanh như tia chớp bay lên trên bầu trời. Mà cách hơn 10 trượng trên đỉnh đầu của nó chính là vị trí mây đen tụ tập nồng đậm nhất nhìn thấy địa yêu khôi có thể bay lên nhẹ nhàng như cường giả đấu tông. Vẻ kinh ngạc trong mắt đường chấn ngày càng nhiều hơn, không khỏi tán thưởng trong lòng một tiếng. Hắn phát hiện là giờ đây chính hắn cũng không thể nhìn thấu người trẻ tuổi này. Không chỉ trên người có mang dị hỏa, lại có thuật luyện đan vô cùng cao. Hiện giờ lại có thể lấy ra một cái khôi lỗi có thực lực ngang đấu tông, tất cả đã làm cho thân phận tiêu viêm trở nên thần bí rất nhiều mà biến cố ở trên thềm đá thì tất cả mọi người ở đây đều thấy. Được, đặc biệt khi thấy tiêu viêm triệu hồi ra một bóng người màu bạc bay lên trên không trung thì đều sửng sốt. Bởi vì khôi lỗi không hề có hơi thở, vì thế một số người có cảm giác hơi nhạy cảm đã nhận ra được lai lịch của nó. Lại là khôi lỗi ư? Chẳng lẽ nham kiêu này muốn dùng khôi lỗi kháng trụ đan lôi sao? Đan lôi do đan dược thất phẩm cao cấp tạo thành cũng không phải là trò đùa a, à, nếu như là cường giả ngũ tinh đấu tông thì sẽ miễn cưỡng tiếp được khôi lỗi kia tiếp được không? Đối với hành động của Tiêu Viêm thì mỗi người ở đây đều vô cùng kinh ngạc. Nhưng vì những biểu hiện lúc trước của Tiêu Viêm quá kinh người nên cũng không có ai dám tiếp tục trào phúng lung tung nữa. Bởi vì cho đến hiện tại, ai trong đám người này cũng biết tuy người thanh niên này còn trẻ hơn họ rất nhiều, nhưng trình độ luyện đan thì đã xa hơn bọn họ việc này mặc dù đối với các luyện dược đại sư này có chút tàn khốc nhưng dù sao cũng là sự thật mặc dù có chút khó tiếp nhận thì cũng không thể trốn tránh được mà nếu như đã không trốn được thì chỉ còn cách mạnh mẽ đón lấy thôi đương nhiên những người có ý nghĩ này cũng không phải chỉ có bọn họ mà các đệ tử phần viêm cốc chung quanh quảng trường cũng đều không hiểu hành động của tiêu viêm là có ý gì nếu như tiêu viêm còn đang ở trạng thái toàn thịnh mà tiếp đan lôi này thì có lẽ bọn họ còn tin tưởng được phần nào, nhưng tiêu viêm hiện giờ đã như là cung dương hết cỡ. Đừng nói là tiếp đón đan lôi, chỉ sợ một tên đệ tử phần viêm cốc đi lên cũng có thể đánh bại được. Phụ thân đang nghĩ gì vậy? Mặc dù đón đan lôi là khôi lỗi kia, nhưng rõ ràng nó cùng với nham kiêu cũng có liên hệ, nếu như khôi lỗi bị đan lôi hủy đi thì chắc chắn hắn sẽ bị thương lấy tình trạng hắn hiện giờ thì chỉ sợ khó có thể đón nhận được. Đường hỏa nhi cao mày lại nhìn đạo thân ảnh màu bạc chê bầu trời. Không khỏi thấp giọng lầm bẩm nói. Bạn đang đọc truyện được copy tại chuyện phun đối với những ánh mắt nghi ngờ chung quanh quảng trường thì tiêu viêm cũng không có để ý tới. Chính xác thì hắn không. Có thời gian để để ý vì mây đen trên trời đã ngưng tụ nhiều lắm rồi bên trong cũng đã vang vọng ra tiếng sấm trầm thấp mà vang rồi ầm ầm không ngừng vang lên không biết sau khi hấp thu đan lôi này địa yêu khôi có thăng cấp lên không tiêu viêm thấp giọng lẩm bẩm địa yêu khôi được chia làm ba cấp thiên địa nhân lúc mới luyện chế ra thì chỉ là cấp nhân cấp thấp nhất mà thôi nhưng sau khi trải qua lần đan lôi luyện thể thì đã nhảy vọt vào địa cấp tuy chỉ là địa yêu khôi nhưng nó đã có thể cùng cường giả ngũ lục tinh đấu tông chống lại nếu như là cấp thiên yêu khôi cao nháy, chỉ sợ cũng có thể đánh một trận với đấu tôn. Khôi lỗi có thực lực đấu tôn, vừa nghĩ đến đây thì tiêu viêm không khỏi nóng lòng lên. Nhưng lúc sau thì lại tỉnh táo lại, muốn đạt đến thiên cấp nào có thể dễ dàng như vậy, việc này chỉ có thể chậm rãi mà làm. ầm, ờ, ngay khi tiêu viêm còn đang suy nghĩ thì một tiếng nổ kinh thiên vang lên, chỉ thấy một đạo lôi kình khổng lồ như con cự mãng màu bạc xé toạc mây đen sau đó nhanh chóng lướt tới cái dược đỉnh bên trên bãi đá ngay khi lôi kình phóng xuống thì địa yêu khôi đang huyền phù trên đầu tiêu viêm cũng nhanh chóng lướt xuống sau đó hiện ra trên bãi đá song trưởng của địa yêu khôi mở ra để cho đạo lôi kình màu bạc kia trực tiếp đánh lên trên thân thể của mình thình thịch lôi kình vừa chạm vào thân thể của địa yêu khôi thì một âm thanh vô cùng nặng nề vang lên làm cho trái tim của những người ở đây không khỏi nhảy lên thân hình của địa yêu khôi trực tiếp bị đạo lôi kình đó đánh sâu xuống đất hơn 10 mét. Sau đó mới ổn định lại được. Giờ phút này, trên thân thể của hắn có vô số điện lưu màu bạc lóe lên, không ngừng ăn mòn thân thể. Nếu như đổi lại là thường nhân thì chỉ sợ giờ phút này đã sớm bị da chóc thịt bong. Nhưng địa yêu khôi lại không hề có chút cảm giác nào. Ngược lại trên trên thân thể khô héo sau khi bị điện lưu ăn mòn thì dần dần được cường hóa thêm. Lại có thể hấp thu năng lượng lôi kình đường chấn nhìn địa yêu khôi kia sau khi bị lôi kình đánh trúng không những không có chuyện gì mà còn đang hấp thu năng lượng bên trong lôi kình thì trong mắt không khỏi hiện lên vẻ khiếp sợ. Ẩm, um, Ẩm, um, Ẩm, um. một đạo lôi kình bị địa yêu khôi dễ dàng tiếp được thì mây đen ở trên bầu trời cũng càng lúc dao động mãnh liệt hơn. Chỉ trong nháy mắt, đã có ba đạo lôi kình mạnh mẽ hơn đạo lúc trước mang theo âm thanh vang nổ dữ dội từ bên trong mây đen đánh xuống. Thình thịch, thình thịch, thình thịch đưa mắt nhìn về ba đạo lôi kình đánh xuống địa yêu khôi dưới sự khống chế của tiêu viêm không hề có chút do dự nào thân hình giống như là một vật dẫn điện vậy trực tiếp dẫn ba đạo lôi kình đó đánh lên người mình sau khi bị ba đạo lôi kình đánh vào thì thân thể của địa yêu khôi bị đánh rớt xuống thậm chí hai chân còn cắm sâu vào bên trong phiến đá cứng rắn nhưng sau khi lôi kình tiêu tán đi thì nó lại trực tiếp bay vút lên cả người lúc này tàn phát ra ngân quang sáng trói đứng ở ngay giữa bầu trời trông nó lúc này giống như là một pho tượng chiến thần không bao giờ ngã xuống vậy vô cùng uy phong nhìn thấy địa yêu khôi khiêu khích như thế dường như đan lôi cũng căm phẫn lên từ bên trong mây đen không ngừng hiện ra những sợi tơ lôi kình vô cùng to lớn sau đó giống như là một khẩu đại bác vậy không ngừng đánh lên trên người địa yêu khôi nhìn thấy cảnh tượng như vậy những người chung quanh xem thấy mà có cảm giác hô hấp của mình cũng trì trệ theo. Còn Tiêu Viêm thì vẫn chăm chú nhìn lên trên vị trí mà đan lôi đánh xuống. Nhưng sau khi thấy địa yêu khôi không ngừng bay vút lên thì trên mặt không khỏi xuất hiện nét tươi cười cùng với sự chờ mong. Không biết sau khi trải qua lần đan lôi luyện thể này thì địa yêu khôi sẽ được cường hóa đến tình trạng nào đây. Nghĩ đến đây, Tiêu Viêm có cảm giác tim của mình càng lúc đập càng nhanh hơn. Trong đám mây đen dày đặc ở cuối đường chân trời, lôi kình như những con mãng xà chợt ùn ùn kéo đến đánh xuống, khiến cho cả phiến thiên địa này đều phải run rẩy cả lên. Sơn Cốc vốn đang tối đen cũng vì những sợi tơ lôi kình liên miên không ngừng này, mà trở nên sáng như ban ngày. Âm thanh ầm ầm vang lên khắp Sơn Cốc không ngớt, mà ở ngay phía dưới vị trí lôi kình chút xuống, một thân ảnh màu bạc trôi nổi trên trời đem những lôi kình đó hút vào thân thể của mình. Thình thịch, thình thịch, thình thịch, mỗi khi có một đạo lôi kình từ phía chân trời đánh xuống thì thân ảnh màu bạc đó sẽ bị lực lượng khủng khiếp trong lôi kình đánh rơi xuống mà tiếng nổ ẩm vang lên trong khi tiếp xúc khiến cho da đầu của người nghe phải run lên nếu như đổi lại là người bình thường thì chỉ sợ giờ đã bị cháy xém rồi trên bệ đá ánh mắt tiêu viêm vẫn đang tập trung vào địa yêu khôi đang đứng lơ lửng trên không bởi vì có cảm ứng tương liên nên hắn có thể trong lúc mơ hồ nhận thấy thực lực của Địa Yêu Khôi dưới sự oanh kích của Lôi Kình mà dần dần tăng lên. Địa Yêu Khôi không sử dụng được đấu khí nhưng nó lại có một khối thân thể vô cùng khủng bố, mà khối thân thể này trong khi bị Lôi Kình đánh xuống thì không những không bị hủy mà còn hấp thu lực lượng Lôi Kình trong đó. Cho nên khối thân thể đó cũng trở nên mạnh mẽ hơn. Đan Lôi Do Đan được thất phẩm cao cấp sinh ra quả nhiên rất mạnh mặc dù lấy năng lực của địa yêu khôi cũng chỉ hơi miễn cưỡng chống đỡ được nhưng mà may mắn địa yêu khôi có năng lực hấp thu lực lượng lôi kình cho nên dần dần nó cũng thích ứng được nếu không dưới tình trạng lôi kình đánh xuống liên tục như vậy thì mặc dù nó không có cảm giác đau nhưng cũng không trụ nổi cho đến bây giờ a à, liếc nhìn đám mây đen sau khi đánh xuống lôi kình liên tục mà vẫn chưa có dấu hiệu tiêu tán tiêu viêm không nhịn được lắc đầu thấp giọng lẩm bẩm nhưng mà chắc cũng mau thôi, hiện tại cường độ lôi kình đánh xuống đã không còn cao như lúc đầu nữa rồi. Khôi lỗi thật kỳ dị, chỉ sợ sức chiến đấu của khôi lỗi này không kém hơn thất tinh đấu tông đâu. Hơn nữa nhìn bộ dáng này thì khôi lỗi còn có thể hấp thu lực lượng lôi kình để cường hóa bản thân. Nếu cứ tiếp tục trải qua vài lần đan lôi như vậy thì chỉ sợ sẽ có sức chiến đấu ngang với cường giả đấu tôn đi. Trên thềm đá, đường chấn hơi kinh hãi nhìn vào địa yêu khôi sau khi bị lôi kình đánh chúng không những không tiêu hao mà còn trở nên mạnh mẽ hơn thì hắn cũng phải hít sâu một hơi khôi lỗi bực này thì cho dù lấy sự dịch luyệt của hắn cũng là lần đầu tiên thấy trong nhiều năm a à, nhưng mà thật sự không ngờ rằng nham kiêu này có thể chỉ dựa vào khôi lỗi mà ngăn cản được đan lôi người trẻ tuổi này đúng là không ngừng làm cho người ta kinh ngạc a à, trong lòng khẽ thở dài một tiếng đường trấn tự nhiên có thể cảm giác được đan lôi khiến cho người ta phải sợ hãi kia đã gần kết thúc rồi đương nhiên những người có ý nghĩ giống hắn thì ở chỗ này cũng không ít đối với đan lôi do đan dược thất phẩm cao cấp tạo thành thì mọi người đều hiểu rõ uy lực của nó mỗi một khi đan dược này xuất thế thì đều phải cần đến nhiều cường giả đấu tông liên thủ bảo hộ nhưng mà đan lôi khiến cho nhiều luyện dược đại sư phải đau đầu lúc này đã dễ dàng bị con khôi lỗi do Tiêu viêm triệu ra dễ dàng tiếp được, điều này làm cho người khác có chút cảm giác khó tin. Nếu như truyền việc này ra thì sợ rằng một số nhân vật luyện dược tông sư cũng sẽ nhân dịp này mà động tâm. Dù sao chỉ cần có con khôi lỗi kỳ dị này thì ngày sau luyện đan cũng sẽ không cần lo lắng. Đến đan lôi nữa, ngay khi mỗi người trong quảng trường có một suy nghĩ riêng thì bỗng nhiên có một tiếng sấm vang vọng khắp chân trời rồi một đạo lôi kình cỡ nửa trượng như một con ngân long vậy uy mãnh xé trời rồi mạnh mẽ đánh lên trên thân thể của địa yêu khôi. Thình thịch, cường lực va chạm lần này trực tiếp đánh địa yêu khôi văng xuống đất làm cho đá bay khắp nơi trên quãng trường rồi tạo thành một cái hố sâu lớn cỡ chừng 10 trường. Trung quanh hố sâu này xuất hiện những cái khe vô cùng lớn rồi như những mạng nhện vậy. Không ngừng lan tràn ra, đột nhiên xuất hiện biến cố như vậy làm cho phần đông đệ tử phần viêm cốc trung quanh đều chấn kinh rồi vội vàng lui về sau khi cả bọn nhìn vào cái hố sâu đó thì không khỏi hít một ngụm khí lạnh còn mây đen trên bầu trời sau khi đánh ra đạo lôi tình mạnh nhất thì cũng ngưng chỉ quay cuồng sau đó dần loãng đi từng đạo điện lưu xuyên thấu qua mây đen hóa thành những vết lốm đốm chiếu quang phần viêm cốc vừa bị đan lôi tàn phá ánh mặt trời chiếu xuống cũng xua đi màn đêm ảm đạm trong cốc mà bản thân những người xem lúc này cũng đã dần dần mất đi cảm giác sợ hãi trước lôi uy của đan lôi lúc nãy Nhìn thấy Đan Lôi tán đi, những người ở đây cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rồi từng ánh mắt không hẹn mà cùng nhìn lên cái hố sâu trên quảng trường kia. Hai mặt nhìn nhau, đều tự đặt lên câu hỏi chẳng lẽ cái khôi lỗi này sau khi kháng trụ nhiều đạo lôi kình như vậy mà lại thất bại ở đạo cuối cùng sao? Nham Kiêu tiểu hữu, không sao chứ, Đường Chấn cũng vì đạo lôi kình cuối cùng mà có chút kinh hãi, nhìn thoáng qua cái hố sâu một chút rồi nhìn sang Tiêu Viêm. Vội vàng hỏi: sắc mặt tiêu viêm vẫn trắng như tờ giấy lúc trước hắn vung tay áo lên rồi cười tiếng cười có vẻ hơi kiệt sức đường cốc chủ yên tâm tiếng nói vừa dứt thì thủ ấn trong tay cũng biến đổi rồi chợt có một đạo âm thanh trầm thấp từ dưới hố sâu vang lên sau đó có một thân ảnh màu bạc từ bên dưới bay lên đứng vững trên thềm đá ánh mắt tiêu viêm lần nữa nhìn lên người địa yêu khôi khôi lỗi này sau khi được đan lôi rèn luyện lần nữa thì cái màu bạc trên người càng thêm tinh thuần giờ nhìn vào thì y như màu trắng bạc trong vậy vô cùng bắt mắt bàn tay hơi chạm đến trên người của địa yêu khôi thì lập tức có cảm giác như đụng đến một kim loại vậy làm cho người ta có cảm giác vô cùng cứng cỏi nhưng mà điều làm điều làm cho tiêu viêm thất vọng đó là hắn không nhìn thấy một chút màu kim sắc nào trên người của địa yêu khôi cả yêu khôi được chia làm ba cấp nhân địa thiên cũng có thể lấy màu sắc trên thân thể mà nhận biết nhân cấp thì sẽ có màu đồng địa cấp thì sẽ có màu bạc mà thiên cấp thì chính là màu kim sắc hiện tại cả người địa yêu khôi vẫn hiện lên màu bạc như màu của ngọc hiển nhiên vẫn đang ở địa cấp mà khi nào màu sắc bên ngoài được chuyển sang màu kim sắc thì lúc đó nó sẽ được gọi là thiên yêu khôi chứ không còn là địa yêu khôi nữa nhưng mà tuy màu sắc vẫn chưa chuyển thành kim sắc nhưng tiêu viêm có thể cảm giác được địa yêu khôi sau khi trải qua lần rèn luyện của đan lôi này thì thực lực của nó đã tăng lên dựa theo suy đoán hiện tại của hắn thì chỉ sợ địa yêu khôi đã có thực lực miễn cưỡng đấu với lão yêu quái phí thiên một trận mặc dù không dám khẳng định là sẽ chiến thắng đối phương nhưng ít ra sẽ không phải là không có chút lực uy hiếp nào đối với phí thiên như lúc trước xem ra độ khó khăn tiến vào thiên cấp không hề nhỏ a à. tiêu viêm khẽ thở dài một tiếng vừa muốn thu địa yêu khôi vào trong nạp giới thì bỗng nhiên dừng lại Ánh mắt hắn nhìn sâu vào trong mắt trống không của Địa Yêu Khôi thì bỗng nhiên phát hiện ở đó cư nhiên có chút ánh sáng kim sắc. Hiện lên, kim sắc, mặc dù tia kim sắc này rất ảm đạm, nhưng lại vô cùng nổi trội trong con mắt trống không của Địa Yêu Khôi cho nên vẫn chưa thể thoát khỏi ánh mắt của Tiêu Viêm. Ánh mắt nhìn vào luồng kim sắc đang phát sáng kia, trong lòng Tiêu Viêm vẫn có chút kích động mặc dù kim sắc này rất nhạt nhưng dù sao thì hắn cũng đã có biện pháp làm cho địa yêu khôi tiến hóa đó chính là hấp thu đan lôi sử dụng lực lượng lôi kình trong đan lôi để rèn luyện thân thể cho yêu khôi làm cho nó ngày càng mạnh hơn hơn nữa còn có thể làm cho nó tiến vào thiên cấp xem ra ngày sau phải nghĩ biện pháp để yêu khôi này hấp thu nhiều đan lôi nữa nếu như nó có thể bước vào thiên cấp thì sẽ có tác dụng cực lớn với mình dù sao đây cũng là kim bài sát thù chân chính của mình lại không bao giờ làm ra hành động phản bội tiêu viêm kìm nén sự kích động trong lòng thấp giọng lầm bẩm nói trong lòng quyết định chủ ý tiêu viêm khẽ vươn tay đưa địa yêu khôi về lại trong nạp giới sau đó mắt nhìn về rược rình ở trong đó có một quả đan dược rất tròn có hai màu xanh hồng đang chậm rãi xoay tròn trong lúc xoay tròn còn tỏa ra mùi đan hương làm cho người khác phải thoải mái đây chính là hỏa bồ đan sao nhìn vào quả đan dược màu xanh hồng trong dược đỉnh một hồi tiêu viêm không khỏi cười lên ngón tay của hắn hơi búng cong ra ngay khi nắp đỉnh vừa mở thì một đạo ánh sáng xanh hồng như tia chớp vụt ra sau đó không hề dừng lại mà muốn bay vút lên bầu trời hình như là muốn chạy trốn đường cốc chủ giao nó cho ngươi nhìn thấy đan dược muốn chạy trốn tiêu viêm mỉm cười đan dược đến cấp bậc này thì đã sinh ra được một chút linh tính hiểu được cát hung, cho nên vừa mới ra dược đỉnh thì đã muốn chạy trốn. Nghe thấy lời này của tiêu viêm, đường chấn cũng cười to một tiếng rồi gật đầu. Đường chấn nhẹ nhàng vung tay lên một cái thì không gian mà hỏa bồ đan đang muốn chạy trốn lập tức bị ngưng động lại. Sau đó viên đan dược này như dụng phải một bức màn vậy trực tiếp bị bắn ngược trở về đường chấn lại nhẹ nhàng vung tay áo lên, bỗng nhiên có một luồng hấp lực dữ dội dễ dàng cuốn lấy hỏa bồ đan kia, sau đó lấy ra một cái bình ngọc. Đem cái viên đan dược xanh hồng không ngừng quậy bên trong lòng bàn tay nhét vào trong đó. Sau khi làm xong thì dường như đường chấn đã chút được gánh nặng vậy, thở dài nhẹ nhõm một hơi, rồi nhìn sang tiêu viêm, trầm giọng nói, nham kêu tiểu hữu đa tạ rồi. Phần ân tình này, lão phu nhớ kỹ, nhận ủy thác của người mà làm việc thôi. Tiêu viêm lắc lắc đầu. Bỗng nhiên một cảm giác mệt mỏi vô cùng từ sâu trong linh hồn phát ra. Làm cho hắn cảm giác thấy trước mắt trở nên tối đen rồi không một chút kháng cự làm hắn đang ngồi xếp bằng trên đá lại hơi ngã xuống. Đàn dược thất phẩm cao cấp quả nhiên không dễ luyện chế a à. bạn đang đọc truyện tại truyện phun www truyện phun trước lúc hôn mê trong lòng tiêu viêm cũng vang lên một tiếng cười khổ cùng lẩm bẩm đợi đến khi tiêu viêm dần tỉnh lại từ trong hôn mê thì đã phát hiện mình đang nằm trên một cái giường mềm mại cả gian phòng còn phiêu đắng một mùi thơm nhàn nhạt, nhạt mí mắt chậm rãi mở ra đôi mắt hơi trì trệ một chút rồi đã mở hẳn ra từ trong đôi mắt đen nhánh đã dần có chút ít sức sống nằm ở trên giường một lát tiêu viêm nhìn thoáng qua cơ thể mình một lát nhưng vẫn chưa phát hiện gì không đúng cả hơn nữa linh hồn lực lượng vốn cạn kiệt vì luyện chế hỏa bồ đan cũng đã khôi phục rất nhiều cái cảm giác mệt mỏi suy yếu đã sớm biến mất không còn thấy đây là cảm nhận được những biến hóa này tiêu viêm cũng lặng lẽ thở nhẹ nhõm một hơi rồi từ trên giường ngồi dậy hắn có chút nghi hoặc nhìn qua cái phòng rồi bàn tay như có điều kiện sờ qua giới chỉ trên ngón tay cảm giác trong giới chỉ không thiếu thứ gì thì hắn lại thở nhẹ một hơi nữa người đã hôn mê năm ngày rồi ngay khi tiêu viêm thở dài thì một âm thanh hơi âm trầm từ trong tâm thức vang lên. Hiển nhiên đây là thiên hỏa tôn giả mới hồi phục không lâu. Ánh mắt nhìn qua cái nạp giới màu trắng trên ngón tay một cái tiêu viêm không khỏi cười trong lòng nói diệu lão tiên sinh. Hồi lâu không thấy A à tựa hồ trạng thái không tồi A. À. Coi như cũng được mượn phúc khí của người ở trong thiên sơn huyết đàm kia. Linh hồn của ta cũng đã ở trong đó được săn sóc ân cần một thời gian nên cũng có chút hưởng lợi nhưng sau đó bởi vì bên người ngươi thường có cường giả đấu tôn xuất hiện nên chưa từng hiện thân ra âm thanh thiên hòa tôn giả vang lên trong lòng tiêu viêm nghe vậy tiêu viêm không khỏi hơi có chút kinh ngạc nói chẳng lẽ hiện giờ thực lực của ngài đã hồi phục tới đấu tôn rồi nào có dễ dàng như vậy ngươi cho rằng khôi phục đến đấu tôn là chuyện dễ dàng như vậy sao nghe thấy lời này của tiêu viêm thiên hòa tôn giả nhất thời tức giận lên nếu như không thể tìm thấy thân thể thích hợp thì sợ rằng ta vĩnh viễn cũng không thể khôi phục thực lực đấu tôn. Nguồn chuyện, chuyện phun tiêu viêm cười hắc hắc lấy thực lực của dược lão. Không có thân thể còn chưa thể khôi phục lại được đến đấu tôn thì làm sao thiên hòa tôn giả có thể được. Xem ra thân thể đối với việc tăng thực lực lên có tác dụng không nhỏ a à, diệu lão tiên sinh đừng gấp. Việc luyện chế thân thể ta sẽ mau chóng làm giúp ngươi sau khi tiến nhập trung vực thì số cường giả mà tiêu viêm gặp phải cũng nhiều hẳn lên, tuy nói hiện giờ hắn đã đột phá đến đấu tông. Nhưng chút thực lực ấy vẫn chưa đủ để tung hoành không cố kỵ tại trung vực. Ở địa phương này, phàm là những thế lực nhất lưu thì đều có không ít lão quái vật tọa chấn. Mà trên người hắn lại mang theo nhiều bảo bối như vậy. Nếu như bị người nào đó nhìn chúng mà mạnh mẽ cướp đoạt thì sẽ rất khó khăn sống ở địa phương này mà không có lực chấn nhiếp thì sẽ bị phiền toái đuổi tới không ngừng. Mà cái gọi là lực chấn nhiếp thì tất nhiên không còn gì tốt hơn việc bên cạnh mình có một gã cường giả đấu tôn. Nếu như có một gã đấu tôn thủ hộ thì cho dù ở trung vực cũng sẽ dễ làm việc hơn nhiều. Cho nên việc luyện chế thân thể cho thiên hòa tôn giả cũng phải tận lực hơn rất nhiều. Nhưng mà dù sao đi nữa thì việc luyện chế thân thể cũng không phải là việc dễ dàng gì cứ như lời của dược lão nói thì cần phải có ba vật một là sinh cốt dung huyết đan hai là máu huyết của ma thú thất cấp ba là hai cốt cường giả đấu tông trong ba loại này thì hai cái sau trong mắt tiêu viêm cũng không quá khó tìm nhưng cái gọi là sinh cốt dung huyết đan lại không phải là vật tầm thường a sinh cốt dung huyết đan là đan dược thất phẩm đỉnh phong theo như truyền thuyết thì chỉ cần người còn có một hơi thở thì chỉ cần phục dụng đan dược này vào cũng có thể cứu được nếu so sánh thì đan dược này so với Hỏa Bồ đan là đường chấn luyện chế còn cao cấp hơn, hơn nữa nếu từ một góc độ khác mà nói thì Sinh cốt dung huyết đan này cho dù được tính là đan dược bát phẩm cũng không quá phận. Một ít thần hiệu kỳ dị của viên đan dược này đã cho nó tư cách bước vào loại đan dược bát phẩm rồi. Tuy nói hiện giờ Tiêu Viêm đã là thất phẩm luyện dược sư, nhưng đối với việc luyện chế Sinh cốt dung huyết đan vẫn không hề có chút nắm chắc. Đương nhiên Đừng nói là hắn mà cho dù là các thất phẩm luyện dược đại sư lâu năm khi luyện chế sinh cốt dung huyết đan này cũng có xác suất thành công đến đáng thương. Sự khó khăn khi luyện chế đan dược thất phẩm thì tiêu viêm đã từng thể hội qua. Khi luyện chế ở nội viện nếu như không phải hắn tiến vào một trạng thái huyền diệu thì sợ rằng lúc đó đã thất bại rồi. Còn về phần mới đây thì không thể nói là một mình hắn luyện đan được mà còn có huyễn đại sư, đường chấn. Cả ba người phải liên thủ với nhau thì mới thành công luyện chế ra Hỏa Bồ Đan. Tuy nói trong đó hắn là người bỏ ra lực lượng lớn nhất, nhưng nếu như để cho hắn một mình luyện thì sợ rằng cũng rất khó để luyện Hỏa Bồ Đan thành công. Dù sao, đan dược thất phẩm cao cấp cũng không phải là vật tầm thường. Nếu như xác suất thành công khi một mình luyện chế Hỏa Bồ Đan còn thấp, thì đừng nói đến việc luyện chế thất phẩm đỉnh phong sinh cốt dung huyết đan rồi. Dựa theo dự đoán của tiêu viêm thì trừ phi thực lực của hắn đột nhiên tăng mạnh. Nếu không đừng nói đến việc luyện chế đan dược này. Nhưng từ sau khi tấn thăng đến đấu tông thì việc tăng thực lực lên cũng cực kỳ chậm chạp. Rất nhiều đấu tông đã tu luyện nhiều năm nhưng cũng không thể tăng thực lực lên được cho nên có thể thấy được sự khó khăn trong việc thăng cấp của đấu tông. Dựa theo tình huống bình thường mà nói thì không có thời gian 2-3 năm chuẩn bị thì cũng đừng nghĩ đến việc luyện chế sinh cốt dung huyết đan cho nên việc luyện chế thân thể cũng chỉ có thể để sau. Nhưng mà cho dù thiên hòa tôn giả có thể chờ đợi thời gian đó thì chỉ sợ tiêu viêm cũng không đợi được cho nên hắn chỉ có thể nghĩ đến cách khác để giúp cho thiên hòa tôn giả luyện chế thân thể. Sinh cốt dung huyết đan là đan được cao cấp tạm thời không thể nào luyện chế ra. cho nên lúc này chỉ có thể tìm một loại đan dược có hiệu quả có thể thay thế được luyện chế ra thôi. tuy nói hiệu quả sẽ kém đi nhưng cũng không còn cách nào khác cả đợi ngày sau thực lực tăng lên thì hãy luyện chế lại tiêu viêm hơi do dự một chút rồi chợt nhắm mắt lại lực lượng linh hồn xâm nhập vào giới chỉ màu đen sau đó nhanh chóng đi tìm kiếm một loại đan dược đan dược mà hắn muốn tìm chính là đan dược có thể thay thế được sinh cốt dung huyết đan trong giới chỉ có cất chứa những phương thuốc mà dược lão siêu tầm cả đời cho nên số lượng bên trong vô cùng khủng bố lần tìm kiếm này đã làm tiêu viêm mất gần cả hai canh giờ Chừng hai canh giờ sau, đôi mắt vốn đóng chặt của tiêu viêm mở ra, bàn tay nắm chặt một cái thì đã có một quyển trục màu lục nhạt hiện ra trong tay. Âm dương mệnh hồn đan, đan dược thất phẩm trung cấp, có công hiệu hoàn mệnh dung hồn. Tài liệu luyện chế bao gồm hoàn hồn yêu quả. Mệnh hồn quỷ kiểm hoa, cái đan dược gọi là âm dương mệnh hồn đan này có công hiệu không khác là mấy so với sinh cốt dung huyết đan. Hơn nữa cũng chỉ là thất phẩm trung cấp, vừa lúc tiêu viêm có thể luyện chế được dùng để thay thế sinh cốt dung huyết đan là một lựa chọn cực kỳ không tồi. Dược liệu dùng để luyện chế tuy có chút dườm già, hơn nữa trong đó còn có một vài dược liệu quý hiếm rất khó tìm. Nhưng hẳn cũng không khó tìm lắm ở trung vực này. Đan dược này lại là thất phẩm trung cấp vừa vặn trong phạm vi mà ta có thể luyện chế được. Xác suất thành công cũng có thể đảm bảo. Chỗ thiếu sót duy nhất chính là đan dược này so ra kém hơn sinh cốt dung huyết đan. Nhưng mà tổng quát mà nói thì coi như không tồi. Còn chỗ thiếu hụt thì ta sẽ tận lực bù lại trong việc tìm máu huyết ma thú cùng hai cốt cường giả. Sau khi Tiêu Viêm đem tin tức về đan dược nhớ trong đầu thì trầm ngâm một chút, rồi thấp giọng nói: "Ừm, việc này cứ theo ngươi đi, chỉ cần ngươi có thể cho ta một thân thể là được. Còn thế nào cũng không sao. Cái trạng thái này quả thật là ta có chút không chịu nổi rồi." Thiên hòa tôn giả đối với những lời này của tiêu viêm thì không có gì nghị gì cả. Yên tâm, ta sẽ mau chóng thu thập dược liệu luyện chế âm dương mệnh hồn đan. Sau khi đã có đủ thì sẽ luyện chế. Nhất định trong thời gian nhanh nhất giúp ngươi có được thân thể. Tiêu viêm gật gật đầu, mỉm cười nói. Nghe vậy, thiên hòa tôn giả cũng là cười cười nói. Nếu như ngươi có thời gian thì cũng nên tu luyện ngũ luân ly hỏa pháp mà ta đã truyền cho ngươi đợi đến khi nào ngươi có thể kết thành ngũ luân ly hỏa trận thì ta tin ngươi sẽ không thất vọng với uy. Lực của nó đâu, nghe thấy lời này thì tiêu viêm cũng hơi động trong lòng. Ngũ luân ly hỏa pháp chính là đấu kỹ cấp bậc địa giai cao cấp uy lực tự nhiên không thể bàn cãi nhưng việc khống chế nó lại có chút dườm già. Lúc trước thực lực tiêu viêm còn chưa mạnh thì khó khăn lắm mới ngưng tụ ra được hỏa lang chi linh, căn bản không thể tạo thành trận pháp được không biết sau khi đã đặt tới đấu tông thì có thể ngưng tụ bao nhiêu loại hỏa linh. Nếu như có thể ngưng tụ đủ 5 loại thì lúc đó mới có thể thi triển thực lực chân chính của ngũ luân ly hỏa pháp. Đương nhiên, trong lòng tiêu viêm cũng hiểu rõ. Chỉ khi trong 5 loại hỏa linh tạo thành ngũ luân ly hỏa pháp có 4 loại hỏa linh là do dị hỏa ngưng tụ thì mới có thể thi triển uy lực của ngũ luân ly hỏa pháp đến mức độ cao nhất. Nhưng một bước, này thì có lẽ chỉ đợi đến khi tiêu viêm đem tam thiên diễm viêm hỏa thu vào trong tay mới có thể đạt đến được xin diệu lão tiên sinh yên tâm ngũ luân ly hòa pháp chính là bản lĩnh xuất chúng của lão gia ngài tiểu tử tất nhiên sẽ không bỏ lại nghĩ đến thời điểm thi triển trận pháp này đến trình độ cao nhất thì trong lòng tiêu viêm cũng không khỏi nóng lên có chút cười nhẹ nói lão phu cũng không có nói quá với ngươi năm đó khi ta sử dụng ngũ luân ly hòa pháp thì danh chấn cả đại lục không ai không biết nhưng mà hiện giờ thì đã không còn ai nhớ đến rồi trong giọng nói thiên hòa tôn giả mơ hồ có chút kiêu ngạo hiển nhiên vào năm đó thì hắn cũng là nhân vật hiền hách ở đại lục đấu khí tiêu viêm mỉm cười có thể trở thành cường giả đấu tôn thì có người nào không phải là nhân vật hiền hách chứ đối với những lời này của thiên hòa tôn giả thì hắn không có chút nghi ngờ nào sau khi nói chuyện với thiên hòa tôn giả xong thì tiêu viêm cũng bước xuống giường. Thần thể thoáng một cái thì đã ra ngoài phòng, nếu như hắn đã trợ giúp đường chấn luyện chế hỏa bồ đan thành công thì chuyện thiên hòa tam huyền biến chắc cũng đã được giải quyết một chút đi. Thấy bảng dịch cần chỉnh sửa điểm nào hoặc đề xuất chuyện quý đạo hữu comment bên dưới. Hẹn gặp lại quý đạo hữu trong movie sau.